Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Đầy đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại đạo tràng chùa Phổ Đức thuộc thành phố Calgary, Canada, trong dịp lễ kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà. Đại chúng chiều hôm nay có khỏe không? Dạ khỏe. Ai đã ở đây từ sáng tới giờ? Ô chà, toàn là các hòa thượng không ha. Các hòa thượng thượng tọa không. Thưa đại chúng, thời gian thấm thoát rất là mau. Hồi nãy thầy trụ trì nhắc là thầy đã đặt chân đến Canada này vào năm 2000. Và kể từ khi thầy đặt chân đến Canada thì Pháp Hòa với thầy có duyên được gặp nhau và quý mến trong cái tình huynh đệ. Thì không ngờ là cái sự liên lạc, giữ cái liên lạc trong cái tình huynh đệ như vậy là gần 20 năm. Coi như là năm tới này thầy phải tổ chức ăn mừng lớn ngày thầy đặt chân đến Canada 20 năm. Và trong 20 năm đó thầy cũng đã làm được rất nhiều Phật sự ở tại xứ người. Đó là một công đức rất là lớn. Đặc biệt là thầy đã dừng chân lại đây để tạo dựng đạo tràng, để mà hoằng pháp lợi sinh, đặc biệt là cho những Phật tử ở vùng này. Một cộng đồng người Việt rất đông, mà cái lượng Phật tử cũng rất đông. Ở đây là người Việt đông hơn trên Ném Minh Tinh rất nhiều, và Phật tử cũng đông hơn trên Ném Minh Tinh rất nhiều. Thì Pháp Hòa nghĩ đây là cái cơ duyên của thầy đối với cộng đồng Phật tử ở đây. Hồi nãy ngồi trong kia, Pháp Hòa nghe thầy nói là đậu xe coi chừng cảnh sát phạt. Không sao, cứ đậu đi. Có gì mình dọn ra chùa mới hết. Thưa đại chúng, không biết từ bao giờ, cách mấy mấy năm rồi, tự nhiên nó thành vô một cái lệ. Mà hồi nãy thầy mới nhắc nữa đó, thầy nói thầy nhớ nha, mỗi năm thầy cho tôi 2 ngày Phật đản với lại vía Phật Di Đà. Thì Pháp Hòa không biết là mỗi năm là thời gian mình có được ở nhà vào những cái dịp này hay không. Nếu mà đúng dịp thì nhất định sẽ tranh thủ về thăm đại chúng. Rồi hôm nay tới hơi trễ là vì hồi sáng này Pháp Hòa có cái đám tang, đưa bà cụ đi an táng. Nhưng mà ra tới nghĩa trang thì không biết họ trục trặc gì trên chỗ mộ đó. Cho nên rồi ngồi trong xe chờ 1 tiếng đồng hồ mới được đi xuống để mà làm lễ, rồi về rồi phải làm lễ an linh vân vân. Đi hơi trễ một chút, ra chiều rồi thì bắt đầu kẹt xe. Nhưng mà cũng may mắn là đến đúng như giờ đã hứa, coi như là không có bị trừ lương. Thưa đại chúng, hàng năm á, Phật giáo Bắc truyền, tức là các nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, những nước này là những nước có Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền, có tín ngưỡng Đức Phật A Di Đà, và cùng làm lễ kỷ niệm gọi là ngày khánh đản Phật A Di Đà. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ là mỗi năm vào dịp này Pháp Hòa cũng nhắc để cho quý Phật tử không quên. Chúng ta nói là khánh đản Đức Phật A Di Đà, đó là chúng ta mừng một ngày lễ. Chứ thật sự ra đây không phải chính thức là ngày khánh đản của Phật Di Đà. Bởi vì Phật Di Đà chưa hề sanh ở cõi thế giới ta bà này, thì làm gì có ngày khánh đản, làm gì có ngày sinh nhật. Sở dĩ chúng ta có được ngày này là bởi vì ở bên Trung Quốc có một vị tổ, hiệu của ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài là tổ thứ 6 của tông Tịnh Độ. Tịnh Độ của Trung Quốc có tổng cộng là 13 vị tổ truyền thừa. Tổ đầu tiên là ngài Huệ Viễn,
dài xuống cho đến người thứ 13, tức là ngài Ấn Quang. Là ngài Ấn Quang là cận đại nhất. Thì đến tổ thứ 6 thì người ta nghĩ rằng tổ Vĩnh Minh Diên Thọ có lẽ là hóa thân của Phật Di Đà. Cho nên các đại chúng đã đồng tâm lấy ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ làm ngày khánh đản Đức Phật Di Đà, coi như là phải có một ngày kỷ niệm. Chứ bây giờ mình ví dụ như Đức Phật Thích Ca mình ở cõi Ta Bà này là một con người lịch sử có thật, cho nên mới có ngày đản sinh, ngày mà ngài vượt thành đi tu, ngày thành đạo, ngày niết bàn vân vân. Còn Đức Phật Di Đà đâu phải là người ở thế giới Ta Bà này. Đức Phật Di Đà ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc mình biết được là nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Và Đức Phật Thích Ca giới thiệu rằng ở Tây Phương có một vị Phật tên là A-di-đà, và cõi đó được gọi là Cực Lạc. Và ở đó Đức Phật này có phát nguyện, nếu chúng sanh nào không thích cảnh khổ của Ta Bà, muốn sanh về một cảnh vui sướng an lành, thì hãy nên tu tập theo cái pháp môn mà ngài đã chỉ dạy để được sanh về cõi đó sau khi bỏ cái báo thân ở cõi đời này. Có những người người ta không thích khổ, người ta thích vui thôi, thì phải sinh về Cực Lạc. Còn nếu mình mà muốn ở cõi Ta Bà này á, thì chúng ta phải chấp nhận gì? À, khổ nhiều hơn vui. Mà nếu có vui đi nữa thì cái vui tạm thôi. Đó, rồi đồng thời phải bị chi phối bởi những cái gì? Những cái gọi là đến đi, còn mất, thương ghét, thắng thua. Đó là những cái gì mà ở cõi này mình phải chịu. Vì đó là cái cách sống của cõi này. Cách sống của cõi này là có sống có chết, có trẻ có già, có khỏe có bệnh, có đến có đi, có trong có ngoài, có trên có dưới, có trước có sau, có còn có mất, có được có thua, có thương có ghét. Đó là cái cách sống cõi này. Còn ở cõi kia không có ghét, chỉ thuần thương. Thì khi không có ghét chỉ thuần thương thì tâm không có thay đổi. Cảnh giới không thay đổi, tâm không thay đổi. Sở dĩ chúng ta đổi luôn là vì đổi, cảnh đổi hay mình đổi? Mình đổi hay cảnh đổi? Mình đổi. Cảnh nó đổi là một chuyện, nhưng mà đôi khi cái tâm mình vô thường cho nên bị cảnh chi phối. Ví dụ như cuộc sống này nè, cái cuộc sống này nè, mỗi năm là 4 mùa, mình ở đây là đủ 4 mùa. Đó là thay đổi luôn luôn. Nhưng mà nếu mình hiểu được điều đó thì tâm mình bình an, không có vựng, không có khổ đau bởi thời tiết. Ngày hôm qua đi trên xe với một ông tài xế chở đi đám, thì thời tiết thay đổi mà, lạnh nóng, thì Pháp Hòa với ông nói vậy. Thời tiết á, chúng ta chỉ có thể bàn thảo mà không có thể làm được gì nó hết. Đúng không? Thí dụ như có bình luận hôm nay lạnh quá, hôm nay nóng quá, hôm nay tuyết nhiều quá. Nói thôi, có thể bàn thảo, có thể nói về nó, nhưng không ai đủ năng lực gì để thay đổi thời tiết hết. Phải không? Thì cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta có thể giải thích khổ, nói đủ thiện, nhưng mà cái khổ mà chúng ta giải được là tùy cái tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên trong Phật giáo có một cái pháp môn được đề xướng lên, đó là pháp môn niệm Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, khi chúng ta muốn nói tới cái đó thì trước hết tâm chúng ta phải có cái gì? Phải có cái nhớ về cái đó. Có đôi lúc mình gặp cái người bạn lâu ngày không gặp á, trời tôi biết nó tên gì mà sao tôi tự nhiên giờ đột xuất tôi nhớ không được. Rõ không? Khi mình nhớ mình mới nói được tên người đó. Mình không nhớ thì không nói được. Có nhiều khi mình gặp tôi thấy quen lắm, tôi biết gặp rồi mà tôi không nhớ gặp ở đâu. Và thậm chí tôi biết nó con và bạn tôi mà tôi không nhớ nó tên gì. Vậy thì muốn nói ra được thành lời, muốn gọi đúng cái tên người đó thì trước hết mình phải nhớ về cái đó. Vậy thì cái chữ niệm Phật thì trước hết phải là cái gì? Nhớ Phật. Mình không có nhớ Phật thì làm sao mình nói đúng tên Phật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như cái bộ tượng đây nè,
Cái bộ này á chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là ba vị thánh ở cõi Tây Phương, đứng giữa là Đức Phật A Di Đà, bên phải kia đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đứng bên này là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi bây giờ mình nhớ Tây Phương Tam Thánh gồm có Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát. Nói vậy thôi. Chứ bây giờ, ủa bây giờ tôi thấy hai người đứng giống giống nhau, biết ai là Quan Âm mà biết ai là Thế Chí? Lại phải nhớ nữa. Trên tay Đức Quan Âm có cầm tịnh bình, tức là bình nước. Còn nếu mà Đức Đại Thế Chí thì thường cầm cành sen. Tại vì Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu. Khi mình về cõi Cực Lạc á, Phật A Di Đà đến rồi đó, thì Đức Quan Âm lấy nước sái lên đầu mình, biết làm chi không? Tẩy uế rửa bụi trần, sắp sửa nhập cảnh Tây Phương. Đi qua custom á. Đi qua custom, đi qua hải quan á, thì Đức Quan Âm phải phúng nước tẩy trần mình, rửa sạch bụi trần của thế gian thì mình mới được nhập cảnh. Mình mang vô đây, bây giờ quý vị thấy mấy cái nước mà mình đi vô cái nó để cái máy rà bệnh á, phải không? Ai đi qua mà có cảm sốt là nó biết liền. Đó, thì mình phải, nếu mà người nào có cảm sốt là không được nhập cư đất nước của họ. Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Bắt đầu mình đi vào cảnh này bằng cách là Ngài Thế Chí lấy hoa sen đỡ gót chân mình. Đi trên hoa sen không? Không có đi trên giày cao gót nữa. Đi giày cao gót nó liệu xẹo lắm, đi ông ấy không khéo là té chết. Vậy thì thưa đại chúng, mình phải nhớ, bây giờ nhớ cái tên chung là Tây Phương Tam Thánh, nhớ tên riêng là từng vị này tên gì, rồi thậm chí mình đi vô sao, à đây là Phật Thích Ca, thí dụ vậy đó. Rồi đức kia là Đức Địa Tạng. Như vậy mình phải nhớ thì mình mới nói được. Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa mà quý vị không nhớ tên, chào thầy thôi, nói thầy tôi biết thầy trên đấy minh tinh mà tôi không nhớ tên. Vậy nhưng mà cũng có nhớ, nhớ gì? Nhớ ở Edmonton. Như vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói nãy giờ là Pháp Hòa muốn nói một cái việc gọi là chữ nhớ đó. Nhớ gọi là niệm. Như vậy thì chúng ta nói là niệm Phật không phải là lấy cái miệng lăm râm, mà trước hết tâm tư mình phải nhớ đến Phật. Nhớ mình mới nói được. Mà cái người nào mình nhớ, mà mình nhớ một cách tha thiết á, khi mình nhắc tới tên họ thì mình sẽ nhắc một cách gì? Thiết tha. Còn nếu mình nhớ họ bằng cái tâm ghét thì mình nói ra thì mình cái mặt mình sao? Mắt mình cũng phải trợn lên, răng mình cũng phải nghiến lại. Nó hai cách nhớ chứ. Nhớ thiện thì nó biểu ra cái thiện, nhớ xấu thì nó biểu. Thí dụ bây giờ mình người đó mà nhắc, bà đừng nói cái thằng đó với tôi, thì mình phải nghiến răng một cái, mắt trợn một cái, và thậm chí phải nhức dương chỉ nó một cái. Đừng nắc nó nói với tôi nghe. Như vậy quý vị thấy trên đời, trong tâm thức chúng ta có nhớ không? Có. Nhưng mà hai cách nhớ. Hễ mà nhớ thiện thì chúng ta, thí dụ bây giờ nhớ, mình nhớ tới cái người là cái một cái bà cụ đó đi. Ồ tôi biết bác á, mình biểu lộ ra liền. Cái gương mặt mình nó biểu lộ ra một cách thành kính, thương quý. Còn nếu mình gặp cái người đó, có đôi lúc mình gặp họ đâu đó, không nói với ai hết á, nhưng nếu ai mà tinh tế ngó mình là biết liền. Thấy một cái, trề môi một cái, phải không? Rồi bắt đầu quẹo chỗ khác. Ta biết mình bẻ cua rồi, ta biết. Như vậy cũng là nhớ. Cho nên chữ trước hết Pháp Hòa nói tới chữ niệm đó. Niệm là mình nhớ. Nhưng nếu mình nhớ thiện thì mình sẽ biểu lộ cái thiện. Hễ mình nhớ xấu, nó sẽ biểu lộ cái xấu. Như vậy ở đây không dạy chúng ta niệm xấu, mà chúng ta niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm giác. Có nhiều người bên truyền thống nguyên thủy, người ta không có niệm Phật giống mình. Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, ta không niệm vậy. Ta niệm những đức hạnh của Đức Phật. Phật là đấng Như Lai.
là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là bậc thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Hay có nhiều người niệm con xin thành kính, con xin thành kính đảnh lễ Đức Như Lai, ngài là bậc chánh giác, do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Ta niệm những cái việc làm của người đó, chứ không phải đọc cái tên người đó. Cho nên ví dụ như trước khi mình đọc tên của Phật Di Đà đó, mình trước khi đó mình đọc câu gì? A Di Đà Phật thân sắc vàng, phải không? A Di Đà Phật thân kim sắc đó, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Cái đó là gì? Tán dương những việc làm của vị đó, tán dương thân tướng của vị đó. Nè, câu A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hào, bạch hào là ngay đây nè, thấy không? Là cái hào quang trắng giữa chằng mày, là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cám một trừng thanh tứ đại hải, mắt của Phật long lanh như nước. Trong hào quang của Phật là quang trung hóa Phật vô số ức, trong hào quang của Phật hóa ra vô số ức các vị Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong chúng Bồ Tát, cái gì đó hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Đó là nói tới những cái thân tướng đẹp của Đức Phật đó. Rồi giờ nói tới việc làm nè, 48 nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Cho nên cái đó gọi là tán thán. Tán thán nghĩa là chúng ta ca ngợi vị đó, việc làm vị đó, trước khi chúng ta nói tên vị đó. Cũng giống như ví dụ như mình là quảng cáo một ca sĩ đi. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu một người đã từng làm cho 2000 khán giả xô ghế ra về. Đã làm rung động bao trái tim. Đây ca sĩ gì đó. Thì chúng ta trước khi niệm danh hiệu của Phật, trước khi chúng ta nói hiệu Phật, chúng ta ca ngợi đức hạnh của Phật. Chúng ta làm điều đó ở mỗi ngày khi chúng ta bắt đầu vào thời kinh. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, vân vân, rồi bắt đầu mới đảnh lễ. Như vậy Pháp Hòa nói vòng vòng, trước khi mình hướng dẫn cái cách niệm Phật, thì Pháp Hòa muốn định nghĩa chữ niệm Phật là gì? Là chúng ta nhớ đến Phật chúng ta mới niệm được. Mà chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta không nhớ tới cái thiện, Phật là tượng trưng cho thiện, còn ngược lại thiện là niệm ác. Ví dụ bây giờ mình giận người nào, cứ nhớ hoài về cái việc làm người đó, đó đó cũng là một loại nhớ đó. Mấy đứa con nó nói má ơi con khổ má quá à. Nó làm, nó lỡ nó nói một câu nói đó bắt má nhớ hoài chi cho má khổ đó. Nhiều khi mình nhắc cái người lớn tuổi vậy đó, thôi chị ơi bỏ qua đi, chị nhớ hoài chi làm khổ mình. Như vậy rõ ràng hằng ngày chúng ta ít có, nếu chúng ta không niệm thiện thì chúng ta sẽ niệm những điều làm cho mình khổ, như là những người chọc tức mình, những người có những hành động, những lời nói làm cho mình đau khổ. Đó cũng là một loại nhớ đó. Bây giờ quý vị thuộc kinh không? Thuộc nhiều kinh không? Hay là hễ mà thầy bắt lên thì con lâm râm con tụng theo, buông ra cái con chơi dơ giữa dòng. Mình cũng nhớ mà nhớ mang máng, nhớ kiểu mà ai tụng là mình nhấp nhấp mình nói theo, mà biểu một mình tụng là tụng không ra, tụng không nổi. Vì sao? Vì chúng ta không nhớ kinh, gọi là nhớ pháp một cách trọn vẹn đầy đủ. Cho nên á, trước hết người muốn niệm Phật thì trở về với mình á, là tâm mình luôn niệm thiện. Hễ mình buông mình ra là mình niệm cái khác, buông mình ra là mình niệm cái khác. Ví dụ như á, thí dụ thôi, bây giờ mình không nhớ tên ca sĩ, mình không nhớ tên nghệ sĩ, kịch sĩ, không sao hết. Tại vì nhớ thì nói chơi cho vui, không nhớ thì thôi. Chứ còn mình mà nhớ mấy cái đó nhiều cũng khổ lắm. Tại vì tới khi mà mình, cái ngày cuối của mình không có cái gì để mà sắp theo đó,
các vị ca sĩ, nghệ sĩ đâu không ai cứu độ gì mình được hết. Cho nên thường ngày á, cái gì mình nhớ được thì nhớ cho vui, và thậm chí có quên cũng chẳng buồn. Nhưng mà cái chúng ta sợ nhất là chúng ta sợ thì khi tâm mình quên điều thiện. Ví dụ như bây giờ á, ai chọc hồi mình có thể mình buồn một cái chuyện gì đó, rồi mình bỏ tu. Mình bỏ tu có rồi sau này mình thờ ơ lãnh đạm với tất cả những cái thiện. Ví dụ như gặp một người nghèo, mặc kệ, tôi đã từng làm thiện rồi, tôi chẳng thấy lợi ích gì hết. Cho nên sau này gặp người nghèo tâm mình lạnh cảm. Cái đó khổ đó. Tại vì bây giờ nếu mà một lúc nào đó mà mình thấy những cảnh khổ của người mà mình tâm mình hết khởi lòng thương là mình biết nguy hiểm rồi đó. Bây giờ cái tâm mình nó không có niệm những cái điều thiện đó nữa. Cho nên niệm Phật là niệm thiện. Niệm Phật là niệm thiện. Niệm Pháp là niệm thiện. Ví dụ không không có nhiều người không niệm Phật nhưng mà ta thuộc kinh. Ở bên truyền thống của Nguyên Thủy, các Phật tử tại gia là phải thuộc 423 câu Pháp Cú. Thuộc lòng á. Kinh Pháp Cú mà mở ra tụng, mà họ tụng mà họ thuộc lòng từng câu. Tại sao biết không? Đụng chuyện gì á, Kinh Pháp Cú cứu mình. Pháp là câu, Pháp là giáo Pháp. Cú là câu, Pháp Cú là từng câu. Mỗi câu bốn, mỗi một bài kệ có thể là bốn câu hoặc là sáu câu. Sáu hàng thuộc lòng. Thật ra Pháp Hòa biết quý vị thuộc mớ rồi đó, nhưng mà mình không có biết cái đó là Pháp Cú thôi. Ví dụ như mình nhớ câu này: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Mà quý vị thuộc vậy là quý vị thuộc được hai câu rồi. Hai câu Pháp Cú rồi. Thì khi trong cuộc đời này mà cái gì nó đến với mình đó, cái câu đó nó đi ra: không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Thì mình không niệm Phật nhưng niệm Pháp. Thậm chí á, quý vị gặp ai á, quý vị nói tốt cho người ta hơn là nói xấu, bằng với câu niệm Phật. Hôm nào có dịp, Pháp Hòa sẽ nói về một cái bài luận niệm Phật của một vị thiền sư Việt Nam. Ngài tên là Trần Thái Tông. Ngài là vua của Việt Nam nha, vua đời Trần. Nhưng mà là một vị vua mà là một thiền sư, dạy chúng ta cách niệm Phật theo cái phương pháp của Ngài. Hôm nay mình không nói việc đó. Ở đây Pháp Hòa muốn nói khơi một điểm để đại chúng biết rằng cái tu niệm Phật của mình á, nó đa dạng lắm. Nó không phải là ai cầm sâu chuỗi mới kêu tu thiền, tu tịnh độ niệm Phật đâu. Mình sống trong đời sống hàng ngày mà không nói xấu nói tốt ai, mà nếu có nói chỉ nói điều thiện của người, người đó đang niệm Phật. Tại vì sao? Tại tâm người đó nhớ cái thiện. Tâm người đó không nhớ cái xấu, mà nhớ cái xấu là phải nói xấu. Và cứ nói đi nói lại thì nó thành ra cái nghiệp. Nghiệp là cái gì? Mình làm quen. Bây giờ quý vị nào mà niệm Phật mà thường là thành nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Nghiệp tốt. Hôm nay mình nói về những hình thức, những phương thức mà cái cách tu tịnh độ của đa số Phật tử chúng ta tu, đó là chúng ta cứ lâm râm niệm. Thì bây giờ muốn niệm Phật bằng cách này đó, nó có 12 cách. Có 12 cách niệm. Thứ nhất gọi là niệm cao tiếng. Niệm cao tiếng là niệm sao? Hồi sáng giờ quý vị niệm lớn không? Niệm khang cổ luôn phải không? Gọi là cao thanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lớn để làm chi? Để cái âm thanh đó nó giúp cho mình nương theo, tâm mình yên tĩnh, và đồng thời làm cho những người xung quanh nghe theo cái tiếng niệm Phật đó niệm theo. Thưa đại chúng, hồi xưa ngài Vĩnh Minh mà nãy Pháp Hòa nói đó, lấy cái ngày sinh nhật của ngài để làm vía Phật Di Đà đó. Cái cách niệm của ngài là ngài đứng trên núi á.
dân làng ta đi làm ở dưới lòng quê đó, ngày đứng trên đồi á, Nam mô A Di Đà Phật, ngày niệm lớn như vậy đó, cái tiếng của ngài nó vang ở trên núi rừng, làm cho mọi người nghe theo cái tiếng niệm Phật đó, ở dưới này người ta cũng quán theo, ta tu theo, ta hành thiện theo, người ta dừng lại những cái niệm bất thiện, đó gọi là cao thâm. Có đôi lúc á, mình sợ ma, cho nên mà giới bộ nói lớn tiếng, đi làm chi không cho ma nó đi. Có không? Giả bộ vô nhà làm gì rầm rầm để chi cho ma nó sợ. Tức mình lấy cái tiếng tiếng cao tiếng lớn để làm gì? Lấn áp cái sợ. Thì cao thanh trì danh cũng một hình thức như vậy. Vô chỗ nào mà tối tối, alo alo có ai nhà không, mình nói lớn lên chi, để cho mọi người biết rằng à trong tâm mình sợ ma. Mà con ma nó nghe mình nó chạy đi. À, có chứ. Tâm ma. Cho nên nhiều khi mình nó thật sự ma đâu mình không thấy, phải không? Nhưng mà con ma trong lòng tự nhiên có ai nói đâu, tự nhiên anh bước vô chỗ tối cái chữ ma nó hiện lên, tại sao anh không muốn bước vô nơi Phật? Rõ ràng cái tâm mình thường hướng gì, tâm mình hướng cái điều gọi là negative nhiều lắm. Tự nhiên tại sao bước vô cái chỗ nhà tĩnh lặng, sao mà nó nghĩ trà yên tĩnh quá, vắng lặng quá, thiền vị quá, mà hơi kêu chỗ nào mà tối tối cái trời sợ quá ma. Tự nhiên mình tạo lên một cái khung cảnh cho chính mình, phải không? Thành thử ra nhất thiết duy tâm tạo, cái gì cũng do lòng của mình, tâm của mình nghĩ cái gì nó sẽ ra cái đó. Quý vị thấy cục xi măng, cục đá mà đưa vô cặp mắt của một người người thực muốn làm tượng, ta nhìn cái tượng đó là ta bắt đầu ta biết được cái dáng tượng này ra làm sao rồi á, vài ngày sau là ta ra tượng Phật, cục gá cục gạch nó ra tượng Phật. Hôm nào quý vị nào có dịp về Trúc Lâm, ra cái nhà tổ, một khúc gỗ mục mà làm thành Đức Quan Âm, khúc gỗ mục, rồi người ta làm xong ta đem tới ta tặng cho chùa. Thành thử ra cái gỗ, cái gì cũng là tâm tưởng của mình. Này cái nhà này á, nếu mà mấy năm trước mà thầy trụ trì không ghé đây thì giờ nó thành cái nhà bình thường của một người dân. Giờ thấy ghé đây rồi thấy có cảm thấy là cái chỗ này được quá, giờ thành ra chùa Phổ Đức, phải không? Tâm tạo. Thật ra quý vị thấy cái cao thanh là gì, nó cũng có cái tác dụng là giúp đỡ cho mình lấn át cái sợ hãi. Thí dụ như á, thường thường mình niệm Phật á, mình chắp tay. Chắp tay là một cái ấn. Không phải giày mới kêu ấn, giày mới ấn, giày mới ấn, phải không? Ấn là gì? Thủ ấn tức là lấy cái tay của mình biểu lộ cái tâm thành kính của mình. Trong khi mày bây trong lúc này nè, tâm mình không còn xao động nữa, nhất tâm nhiếp tâm, cho nên cái ấn này là ấn chắp tay. Tại sao Phật tử tụng kinh phải chắp tay? Tượng trưng cho một biểu lộ, biểu lộ cái tâm là không còn xao động. Đây là cái ấn. Mà ấn nào mình bắt ma nó cũng bắt trước được. Gọi là vô thủ ở tướng ấn, có một cái ấn mình tưởng tượng ma nó không bắt trước được. Còn mình vẽ kiểu nào, ở đây mình nói cái kiểu mà mình nói chơi vậy tới đại chúng, là đại chúng đừng có sợ ma. Phật với ma là do mình. Như nãy Pháp Hòa nói, tại sao mình bước vô nhà mình không nghĩ Phật mà mình lại nghĩ ngược lại là ma, thì tự nhiên đó mình tạo một cảm giác sợ hãi. Vì sợ giác cảm giác sợ hãi cho bắt đầu mình niệm lớn lên, Nam mô A Di Đà Phật, làm rầm rầm trong nhà vậy, để làm chi mình tư tưởng của mình nghĩ rằng ma nó sợ nó đi. Có nhiều khi mình nói lớn tiếng lắm à, có nhiều người mở tivi cho thật lớn à, vậy thì niệm Phật lớn tiếng cũng là một cách. Cái cách đó gọi là gì? Niệm cao tiếng. Thứ hai gọi là mặc niệm. Niệm thứ nhất là niệm cao tiếng nha, niệm thứ hai là mặc niệm. Mặc niệm là sao? Mặc niệm là môi miệng chỉ hơi mấp máy không phát ra tiếng. Người ngoài nhìn vào không biết là đương niệm, tức là không có biết mình đương niệm.
Tuy không phát ra tiếng nhưng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đương sáng ngời và rang rãng trong tâm thức hành giả, gọi là mặc niệm. Ví dụ á, trong cái nghi thức tụng niệm á, hay để chữ á, chắp tay mặc niệm án lam án lam án ta phạ bà, nhớ không? Trong nghi thức mình mở ra mặc niệm là có nhiều người người ta đi đứng nằm ngồi, mình thấy cái môi người ta mấp máy nói chắc bà này bà tỉnh tỉnh. Rồi có chúng sanh mình nó khổ lắm, gặp cái gì cũng nghĩ ngược không à. Ví dụ sao mình không nghĩ ta đang niệm Phật, ha, mình cứ thấy ta vậy không biết lầm bầm chửi tôi cái gì. Quý Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng thấy không? Cái cho nên chúng sanh mình khổ là tại vì mình không, ít có khi nào mình nghĩ cái điều mà gọi là tích cực lắm, cứ nghĩ từ tầm bậy tầm bạ không à. Mình đi ngang cái ta nín cái rồi nó lén tôi đó. Sao mình không nghĩ đơn giản là đi ngang thì mình tính ta tế nhị. Nó khổ vậy. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, mình giờ mệt, quý bác lớn tuổi mệt á, quý bác không có cần niệm cao tiếng, quý bác niệm tâm mấp máy miệng thôi, còn nếu không là niệm trong tư tưởng của mình. Nhưng mà đôi khi mình niệm trong tư tưởng cũng khó, giờ mình lấy cái miệng mình mấp máy để mà mình coi như là niệm Phật. Nếu ai mệt niệm bốn chữ thôi, A Di Đà Phật, cái đó gọi là mặc niệm. Niệm cao tiếng, mặc niệm. Mặc niệm là niệm thầm. Rồi cái thứ ba gọi là niệm kim cang. Niệm thư thả, hòa hoãn, tiếng không quá không lớn quá, không nhỏ quá. Bất luận niệm bốn chữ hay sáu chữ, hành giả vừa niệm vừa lắng tai nghe tiếng niệm Phật của mình, từng chữ một thật rõ ràng. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, trí óc sẽ không bị sao lãng và tâm thần định được. Pháp niệm này là hiệu lực rất lớn lao, cho nên đem ví dụ như ngọc kim cang. Kim cang là một loại ngọc không có cái gì đập được hết, không có gì phá vỡ được. Và vì chúng ta không niệm, chúng ta không có niệm lớn quá, không niệm nhỏ quá, không niệm nhanh quá, không niệm chậm quá, niệm vừa chừng. Vì vậy cho nên vì niệm vừa chừng cho nên cái sức của mình nó dẻo dai và mình niệm được, vừa được nghe tiếng vừa dùng cái sức để mình niệm. Cho nên kim nghĩa là vàng, ví dụ cho sự cô động cẩn thận. Can nghĩa là cứng, thí dụ sự cứng rắn. Vừa cẩn thận vừa cứng rắn thì ngoại cảnh khó xâm nhập vào và tạp nhiễm dễ bị đánh tan. Trong lúc phương pháp niệm Phật, phương pháp này thường dùng hơn hết. Với phương pháp này lại là có tên là phản văn niệm Phật. Đây gọi là kim cang nè. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Không nhanh, không chậm, không quá lớn tiếng, vừa cái tiếng sức của mình. Niệm đều ra, vững chắc tiếng nào ra tiếng đó, gọi là niệm kim cang. Bây giờ người ta có làm một cái máy niệm Phật, có khi người ta niệm bằng tiếng nhạc, có khi người ta niệm bằng tiếng mõ, có khi người ta niệm không, ta niệm không có gì hết, bốn chữ thôi. Có nhiều khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm đều đặn như vậy gọi là niệm kim cang. Cái thứ kế thứ năm gọi là niệm quán tưởng. Một mặt xưng danh hiệu Phật, mặt khác quán tưởng thân Phật và Bồ Tát trang nghiêm đứng trước mặt ta. Do tự kỷ ám thị tưởng tượng ra các cảnh như cảnh Phật đương đưa tay thoa đầu ta, lấy áo phủ trên mình ta, như cảnh Đức Quan Âm và Đức Thế Chí đương đứng hai bên Đức Phật, còn thánh chúng thì đương đoanh vây quanh ta. Cái này gọi là quán tưởng. Con người mình á, nó có một thứ tưởng, mà cái gì tưởng á thì cái đó thường là không thật. Ví dụ như á, mình mà ở nhà mình mà sợ ma đó là bắt đầu tưởng nha, có ai đang đi trên lầu, có ai làm gì cọt kẹt. Mà nó khổ cái bình thường, hãy có người là mình không có bị cái đó,
mà hễ một mình là bắt đầu những cái tưởng nó ra. Cho nên á, thay vì mình tưởng như vậy, giờ tưởng lại, trong khi mình ngồi niệm Phật, mình tưởng là có Phật ngồi đây với mình niệm Phật, các vị đang gia trì cho mình, đang bảo hộ cho mình, tự nhiên mình cảm giác khác. Hồi nhỏ ai mà đi chơi về khuya đó, đi ngang một khu vực nào á mà sợ ma, cái làm gì biết không? Lấy cái tay này bắt vậy nè. Có ai làm vậy không? Tại vì mình nghĩ sao? Ma nó vô ngón cái, nó ra, ma nó vô ngón tay cái, mà nó ra rồi nó ra ngón chân cái. Cho nên rồi vì nghĩ như vậy, cho nên đi đâu hễ mà sợ ma là bắt vậy nè, biết che lại để ma đừng vô. Chỉ cần nghĩ như vậy, bắt vậy thôi là bảo đảm đi bình thường. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ vậy là ma nó hết vô rồi. Thấy không? Rồi có nhiều người á, đi đâu sợ ma lấy cái hình Phật đeo người, thì người ta nghĩ rằng có Phật bên mình. Đó là một cách để chúng ta chuyển cái tưởng. Thay vì hồi nãy mình tưởng ma, tưởng cái xấu, bây giờ mình tưởng có sự bảo hộ. Cho nên á, treo Phật trong xe, treo những tượng Chúa trong xe, hay là để đeo tượng Chúa, tượng Phật, tất cả là một hình thức tâm lý để giúp cho mình mà nhắc nhở nữa. Thí dụ mình treo tượng Phật hay tượng Chúa đi, nhắc mình phải lái cẩn thận. Phải không? Mình mà không cẩn thận, Chúa cũng bị accident, Phật cũng bị accident. Mình cho nên treo Phật đó, treo Chúa đó là nhắc nhở mình phải lái xe cẩn thận. Thậm chí mình nhường người ta, nhường người ta, mình ham đi chi có một chiếc xe rồi để rồi gây tai nạn. Cho nên á, đeo Phật đây cũng vậy. Ví dụ như tại sao mình không đeo, đâu mà đeo ngay đây? Đây, Phật là lòng. Ngài Trần Hưng Đạo, ngài có làm bài thơ Phật là lòng. Thì bây giờ đeo ngay đây để biểu tượng Phật ngay tâm mình. Và mỗi khi chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta nhớ, ồ mình đang đeo Phật mà. Ví dụ Phật, có nhiều người người ta mang cái áo nó không có cái cổ nó hơi hở, Phật bự vậy nè mà hung dữ muốn chết. Ví dụ như ta nhìn mình ta không thấy tức cười nữa, phải không? Ngay Phật ngay đây mà miệng mồm quá chừng ta cũng ngán. Cho nên mình đeo nhớ, hễ mà mình khoe Phật phải khoe được cái bản chất của Phật, thì gọi là niệm quán tưởng. Tức là mình đổi cái cách tưởng của mình, thay vì mình tưởng tượng những cái xấu như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Thấy người ta mấp máy máy cái gặp tôi cái lầm bầm không biết nói gì. Bây giờ mình biết cái vụ này rồi á, thì đừng nghĩ ai nói xấu hay lầm bầm gì mình hết á. Ta nói Phật, ta niệm Phật. Dù có thể họ không niệm Phật, nhưng mình nghĩ là niệm Phật đi, phải không? Để cho cái tư tưởng mình nó thoải mái, bản thân mình thoải mái thì tự nhiên mình gặp người ta thoải mái à. Cái lời chị mà thôi, mới gặp tôi lầm bầm chửi kìa. Cái là rồi, mình tự mình cắt khoảng với người ta mà thậm người ta chưa hề nói gì mình hết. Nó khổ không? Cho nên mình đổi cái tưởng. Con người mình giống như con người mình có tham. Nhưng mà hồi xưa mình á, tham danh, tham lợi, bây giờ mình tham tu. Có sao đâu. Mình tham bố thí, tham làm lành, cũng là tham, nhưng mình đổi cái cách tham lại. Mặc dù nó còn tham, nhưng mà so ra giữa cái tham thiện và cái tham xấu, thì cái tham thiện nó vẫn hơn. Mặc dù á, mình không biết người ta nghĩ cái gì, nhưng mình nghĩ người ta nói tốt vẫn tốt hơn là mình nghĩ người ta nói xấu. Thì tự nhiên mình đưa cái khoảng cách giữa mình với họ. Cái đó gọi là quán tưởng. Ở đây Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng hai cách. Mình ngồi mình tưởng tượng niệm Phật, tưởng Phật, thì cũng giống như thế. Thay vì mình ngồi mình tưởng ma, khổ á, mình mở nhạc mình đó nghe, mình tụng kinh, mình tưởng tượng có ai ngồi sau lưng mình đó, vuốt ve mình vậy. Có nhiều vị viết cho qua câu hỏi á, cứ mỗi lần tụng kinh cảm thấy ớn ớn xương sống, rồi có người và có cảm giác như có người đi qua đi lại vậy đó. Thật sự quý vị biết không, nếu mà căn cứ vào những cái gọi là ma tưởng đó, thì cái đó gọi là sắc tưởng, thọ tưởng. Sắc là mình thấy hình sắc này hình sắc kia, thọ tưởng là mình feeling, mình cảm nhận, nhưng mà thật sự không có gì. Tất cả những cái đó nó là chướng ngại mình hết. Thí dụ mình tưởng tượng thôi, mỗi lần tụng kinh sẽ ớn ớn quá đó, bỏ liền. Nó chướng ngại mình, sợ vậy cái bỏ tu. Nó cản trở mình, cho nên gọi là ma chướng. Mà khổ nổi coi phim tàu không thấy gì đó, ngồi hết tập này tới tập kia mà không sao hết đó.
mà thậm chí coi luôn cả phim ma mà không sợ, bất quá trong đó nó sợ quá trùm mền hét vậy thôi mà không có cảm gì hết trơn á, mà ngồi tụng kinh mà có cảm tùm lum tà la. Thật ra nếu có cái đó quý vị đừng sợ, nó chẳng qua là sắc tưởng thọ tưởng trong kinh Lăng Nghiêm gọi là 50 ngũ ấm ma. Mình ngồi mình niệm Phật, mình cảm nhận những cái gì đó, nhớ là Phật hay là không Phật gì đều là vọng hết. Nhưng mà ở đây á, thay vì mình tưởng ma thì quán tưởng nghĩa là mình tưởng hình ảnh của Đức Phật. Thí dụ như người nào bệnh đi, thay vì mình uống, mỗi lần mình nằm mình bệnh mình mệt á, mình tự quán tưởng Đức Phật đang xoa đảnh mình, chữa bệnh cho mình, tốt hơn là mình ngồi mình nghĩ chuyện mông lung, nghĩ là mình sẽ được bác sĩ chữa bệnh. Thứ năm là gì? Kế là niệm giác chiếu. Một mặt xưng danh hiệu Phật, một mặt quay tâm trí mình trở lui soi xét tự tánh. Với phương pháp này, cảnh đối tượng trước mắt đều bị đẩy lùi, chỉ còn một cảm giác linh động trong tâm thôi. Ấy là cảm giác tâm Phật, thân Phật, cả hai cùng ngưng tụ thành một khối sáng chói lọi. Giác chiếu, chữ chiếu là soi, giác là tỉnh. Bây giờ mình đem cái tâm của mình đó, sống sáng soi mọi việc, cũng là một hình thức niệm Phật. Như Pháp Hòa ví dụ, cái gì mình nghe rõ ràng mình đã nói, còn không nghe đừng đoán, đừng có phán xét, đừng có đoán. Tại vì mình phán xét và mình đoán đều không đúng, nó không đúng sự thật. Mình nói vậy không nên. Ví dụ như mình định đi xuống lầu đây thì có cái vị đó gặp mình, nhưng mà cùng lúc đó luôn ta nhớ trực, ta quên gì, ta quay lại ta vô phòng là bắt đầu mình giận liền. Vừa thấy tụi quay lưng đi à, mà mình không có biết rõ. Nhiều khi nó có những sự việc trong cuộc đời này nó rất là trùng hợp, mà người ta gọi là gì, tình ngay lý gian. Cái anh kia ảnh vừa đụng mặt mình ngay cái này, ảnh nhớ trực là ảnh bỏ quên gì, ảnh quay lưng đi là bắt đầu mình mang một cái ác cảm với người đó. Cho nên niệm giác chiếu là cũng như thế. Chúng ta hãy nhớ nghĩ cái gì mà nó sáng soi, rõ ràng. Cái gì mình nghe mình nói, cái gì mình không nghe không nói, chứ không có đoán. Và thậm chí cái gì mình thấy biết, thậm chí Ngài Khổng Tử Ngài nói á, cái có những cái nó sờ sờ trước mặt còn chưa chắc là sự thật, chứ đừng nói những cái mình thấy nghe người khác nói, hay là do cái phán đoán của mình. Cho nên một trong những cái mà chúng ta thường bị đổ vỡ trong cuộc sống của chúng ta là do những cái phán đoán. Ngồi mỗi người người ta có một cái riêng tư. Hãy mà thấy mình cho ta giấu cái điện thoại cái này, trời ơi, không biết có bí mật gì là bắt đầu có ngày sẽ lục cái phone người đó. Gọi là niệm truy đảnh ha. Cũng giống như phép niệm Kim Cang nói đoạn trước, nhưng giữa chữ trước và chữ sau, những câu trước và câu sau đừng để xen hở. Chữ nọ bồi chữ kia, câu sau chồng câu trước, trung gian không ngớt hở, nên gọi là truy đảnh. Truy nghĩa là đuổi theo, đảnh nghĩa là đỉnh đầu. Nhân vì chữ truy đảnh, câu câu tuy đảnh một cách chặt chẽ niệm, nên tạp niệm không xen được. Ví dụ mình tụng vậy nè, Nam Mô A, thì quý vị thấy hai giữa hai chữ nó có khoảng cách chữ A đó, cái khoảng. Bây giờ niệm truy đảnh là niệm liên tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Câu này nó nói câu kia. Nhiều khi mình tụng sám, mình tụng có âm, có cái EA, nhưng mà hễ mình tụng thần chú thì không có. Thiên tụ nhận Ngài Đại Bi Tâm Đà đi Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ này nói chữ kia không có khoảng hở. Trì chú không có khoảng hở. Gọi là truy là đuổi, mà chữ đầu đảnh là cái đầu. Đầu này là nói cái câu kia, đầu này nói câu kia. Thì có nhiều khi mình niệm như vậy để làm chi? Để chấm dứt cái tạp niệm. Có nhiều khi mà người ta tụng thần chú mà tụng chậm quá, người ta tụng hoặc người ta lạc, người ta lộn một lum. Thường thường tụng chú mình tụng liên tục. Thí dụ Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Địa Đô Bà Tì. Nếu như mình tụng Nam Mô A Di Đà Bà Già, tụng hồi là mình nó chậm chậm, hồi là mình sẽ bị quên chữ. Cho nên thường ta trì chú, người ta trì nó không có quá nhanh,
Nhanh quá người ta tụng nó rớt chữ là người khác theo không kịp, chậm quá thì dễ bị lạc chữ. Cho nên thường tụng trì chú ta cũng tụng từ từ. Bây giờ một cái gọi là niệm lễ bái. Niệm lễ bái là niệm sao? Đồng thời trong khi niệm thì thân lại, hoặc niệm xong một câu lại, hoặc bất cứ câu niệm nhiều hay ít, hễ cứ niệm thì thân lại, thân lại thì miệng niệm. Ví dụ quý vị niệm như nè: Nam mô A Di Đà Phật, lại xuống. Hoặc là miệng thì vẫn cứ niệm, thân thì vừa đứng lên vừa xong thì tiếp tục lại. Coi như cái lại thì cứ đều đặn, và niệm Phật cũng đều đặn, mà không nhất thiết là phải dứt câu mới lại. Để làm chi? Cái này là lễ bái. Hồi sáng này ở trên chùa Công Phu Sáng á, thì đại chúng lại 48 nguyện của Phật A Di Đà. Thì Pháp Hòa sướng một câu nguyện xong thì đại chúng đồng quả theo: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đó, cái đó là lễ bái niệm Phật. Có nhiều khi mình dễ buồn ngủ, hoặc là chân mình nó tê mình ngồi lâu không được. Quý vị có thể thực hiện cái cách này trong 10 lại, 20 lại. Thứ nhất là cơ thể mình có cơ hội đứng lên đứng xuống, gọi là giãn gân cốt. Và đồng thời nó trị cái bệnh buồn ngủ. Tại vì mình ngồi không mình niệm, hồi mình ngủ, bây giờ mình lại. Cho nên ở trên Trúc Lâm cũng vậy, sáng Chủ Nhật á, là không có tụng kinh. Sáng Chủ Nhật là lại sám hối, bằng cách là lại vạn Phật, lại kinh vạn Phật. Kinh vạn Phật là một quyển kinh có tổng cộng 11.700 tên của Phật. Thấy không? Và trong đó chia đều ra hết, trăm trăm trăm, chia đều ra thành một cuốn, tổng cộng là 11.700 vị. Thì cứ mỗi Chủ Nhật là niệm trăm, lại trăm. Lại hết cuốn này lại sang cuốn khác, mà hôm nay là lại 5-7 cuốn rồi. Cứ hết rồi là trở lại lại hết, là cứ mỗi sáng Chủ Nhật là đại chúng. Để làm chi? Tại vì Pháp Hòa nghỉ cuối tuần, Phật tử về chùa làm công quả, ngủ lại chùa. Có hoặc là có những ngày tịnh tu đại chúng ở chùa. Bây giờ đại chúng mà lên ngồi trên chánh điện mà tụng thời kinh là ngủ hết sáng sớm mà. Mà đồng thời ở nhà ngủ trễ quen rồi. Vô chùa là lạ, chỗ khó ngủ là một nè. Tiếng âm thanh của cõi cực lạc nó vang nhiều quá cũng khó ngủ nè. Thôi bây giờ mà bắt mà lên mà tụng là thế nào cũng ngủ à. Thôi bây giờ cho lại Phật. Nhờ lại như vậy cho nên ai cũng tỉnh hết. Tại vì cứ đứng lên, lại xuống, đứng lên, lại xuống vậy. Lễ bái niệm Phật. Cho nên mình ngồi mình niệm Phật là một việc. Nhưng Pháp Hòa nói để chi? Để mình biết rằng cái tu tập của chúng ta rất là đa dạng. Và cái quan trọng là làm sao chúng ta đừng sao lãng chuyện tu. Từ đó đại chúng sẽ thấy rằng á, tu không gò bó. Mà tu không gò bó, mà tu là thay đổi, chứ không phải là một cái gì gọi là cố chấp. Nếu mà mình cố chấp vào cái đó, thí dụ mình thấy người ta lễ bái, mình nói anh lại như vậy là bị tạp loạn, không có tốt. Niệm như tôi nè, niệm từng câu đều đặn, không phải. Miễn làm sao anh đừng sao lãng chuyện hành trì của anh. Cũng giống như mình ăn cơm, bữa nay ăn ngán cơm ăn bún, ngán bún ăn mì, ngán mì ăn cháo. Miễn sao ngày nào mình cũng ăn để có sức khỏe sống. Thì có nhiều khi cái người mà người ta bệnh quá đó, thường thường thưa đại chúng, người bệnh có nhai gì nổi không? Không. Thì mình tới mình cho người ta ăn, mình nói sao? Ráng nuốt đi, ráng nuốt miếng cho khỏe. Đâu có ai nói ráng nhai đi. Đâu có, không có người nào mà đi thăm bệnh mà đem sườn được, đem chả giò rồi vô. Vì sao? Mình tự biết người ta bệnh, người ta không có sức. Cho nên người nào còn nhai nghĩa là người đó còn khỏe. Đây là nói theo gọi là khoa chữa bệnh đó. Mình có nhai là mình có dội vận dụng cái hàm của mình đó, là mình hoạt động được đó, là nghĩa là còn sức. Người nào còn sức là người đó còn nhai, mà người nào hết sức là người đó chỉ nuốt thôi. Đó, bằng chứng là hôm nào mình bệnh, mình cảm là mình không còn sức mình ăn, thì đa phần là uống nước cháo, húp cháo, nấu loãng loãng húp. Thậm chí người ta nấu nước súp ta ăn, tại vì ta nghĩ rằng miệng có miếng vô để mà nó giữ cái sức khỏe, nhai không nổi. Khỏe rồi một cái là có khuynh hướng muốn ăn cái gì nhai.
vì nhai nó mới làm ra cái vị mà mình cảm nhận được, và nó tạo ra cái bổ dưỡng nó nuôi mình. Cho nên bổ là gì? Nhai ngon. Trong khi mình nhai ngon là nó tiết ra cái dịch, nó làm cho mình ăn thấy ngon là bổ. Có những đứa nhỏ nó ăn cơm nước tương mà nó cũng vào mập lu, tại sao? Vì nó ăn ngon. Còn mình ăn toàn cao lương nhưng mà ăn trong khổ đau, ăn trong phiền muộn, thành thử ra mình ăn đồ bổ không mắc tiền dữ lắm mà cũng bệnh cũng tật như thường. Có những người quý vị thấy người nghèo đó, ta ăn có gì đâu mà ta khỏe ru à? Vì sao? Biết không có gì để lo đó. Ta không sợ ai vô nhà ta ăn trộm đó, đó. Tại vì còn nữa gì nữa đâu ăn trộm. Còn mình nhà cao cửa rộng cho nên mình sống trong hồi hộp lo toan lắm, vì mình sợ mất. Bây giờ niệm, hồi nãy gọi niệm lễ bái rồi phải không? Bây giờ tới niệm gì? Niệm đếm chuỗi. Đó, cái này gọi là sổ châu nè. Vị nào mà lần chuỗi đó, mà niệm lần chuỗi quý vị cũng có nhiều cách nè. Ví dụ như quý vị niệm Nam Mô Di Phật Hộ, Nam Mô Di Phật Hộ. Bây giờ quý vị có cách khác ha. Quý vị niệm 3 hoặc 10 tùy theo cái sức mình. Ví dụ cái sức mình không không có nhiều, mình niệm 3 câu một hột chuỗi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, bấm hộp. Hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm hộp. Mình bấm như vậy, mình niệm sâu chuỗi 100 thì xong rồi là mình niệm được 300 câu. Thay vì mình bấm câu thì bây giờ ba Phật, ba câu niệm mới vô một chuỗi. Có khi 10 niệm, người nào hơi dài 10 niệm. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. 10 niệm vô một hộp. Và chỉ cần lần một sâu chuỗi thôi là ngàn câu rồi. Thay vì A Di Đà Mồi rồi, Nam Mồi Phật, Nam Mồi rồi. Cái này cũng được, cái này cũng được, nó hơi dài quá, nó nhanh quá. Bây giờ mình niệm chậm lại. Tay mình trì quẩn, tay mình lần chuỗi một cách đều đặn nhưng mà miệng mình niệm đều A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm một. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm một. Như vậy nó đều đặn. Còn mình niệm từng câu cũng được, nhưng mà nó làm cho mình một hồi nó có hơi rối nếu mà mình chưa quen. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đấm liên tục. Hồi nhỏ đi gia đình Phật tử nó có cái trò chơi là niệm một hơi. Ví dụ như là một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Thì chỉ ngay người nào canh một ly chanh đá, hai ly đá chanh, 10 ly chanh đá, một ly đá chanh, 5 ly chanh đá, 6 ly đá chanh, 10 ly chanh đá, 5 ly đá chanh, 9 ly chanh đá, 10 ly đá chanh. Một hơi mình nói 10 câu chanh đá và đá chanh. Có khi một ly phê đá, hai ly đá phê. Bây giờ mình niệm Phật mình dùng chuỗi, nhưng mà trong này dạy á, mình niệm gọi là sổ thập, tức là mình đếm nhưng mà đếm 10 câu. Nhưng mà Pháp Hòa sợ là đại chúng có nhiều vị cái hơi ngắn, thôi bây giờ mình cắt lại thành 3 hoặc là 5 thôi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. 5 niệm một hộp chuỗi thì quý vị đỡ cái tai mình làm hơn. Còn hoặc là quý vị cũng có thể niệm A Di Đà Phật bấm hộp, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tùy mình. Nhờ ở đây có cái cách đó là vậy, là sổ là đếm, châu là chuỗi, mình đếm chuỗi niệm Phật. Có một cách nữa gọi là gì? Hơi thở niệm Phật. Niệm Phật hơi thở là niệm sao? Thí dụ tối mình ngồi yên vậy nè, đừng suy nghĩ, đừng cố gắng gì hết, bắt đầu mình tâm của mình là chú ý cái tâm ý mình chú ý tới cái chỗ chóp mũi thì mình nhận ra mình đang thở. Thở vào, thở ra. Thì khi nào mình thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Pháp Hòa hay niệm cách này lắm. Tối đi ngủ á, Pháp Hòa nằm xong rồi để ý cái hơi thở mình lên xuống á, cơ thể hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Chừng 10 niệm thôi mình ngủ mất tiêu. Không suy nghĩ, không lo gì hết. Bây giờ mình hơi thở niệm Phật. Quý vị đi ngủ quý vị niệm vậy, thay vì mình lo lắng suy nghĩ, đừng suy nghĩ nữa hết. Tại vì sao?
ngủ rồi là không còn lo gì được nữa. Ví dụ giờ ngày mai á, tôi phải nấu cái đó mà chuyện ngày mai. Bây giờ phải ngủ có đủ sức cho ngày mai tính. Có khi á, mình đi thăm bệnh á, mình nên niệm Phật cho người ta theo kiểu này, tùy theo hơi thở người ta. Thí dụ mình thấy người ta thở, cái mình ngồi mình niệm a di, người ta thở ra đà Phật. Mình phải niệm theo hơi thở của người bệnh, chứ không phải mình niệm theo hơi mình, họ đứt hơi họ chết. Tại vì họ đang bệnh, họ yếu hơi quá rồi. Chị niệm Phật a di đà Phật, a di đà Phật chị. Cái này kêu là hối đi gấp, mà hối đi gấp là hấp hối. Mình phải niệm theo cái sức của người bệnh. Mình nếu mình hướng dẫn người ta, mình phải hướng đúng căn bệnh, tùy sức người ta. Mình đã hướng dẫn người ta tu thì mình phải biết cái sức người ta làm sao mình dạy người ta tu. Ví dụ bây giờ người ta nói thầy ơi con muốn tụng kinh mỗi ngày, đạo hữu có bao nhiêu thời gian? Bây giờ mỗi ngày con có 30 phút. Rồi chỉ cho người ta tụng kinh nào, khoảng nào trong 30 phút đó. Hoặc thậm chí mình nói nè bây giờ tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà mỗi ngày 30 phút thì cứ tụng đủ 30 phút rồi dừng lại, ngày mai tụng tiếp. Mình hướng dẫn người ta mà mình phải mở cho người ta một cái con đường người ta tu, là người ta không bị cảm thấy là bài kinh này tụng không đủ là tội. Hỏi đạo hữu tụng kinh giờ nào? Nói dạ nhà con không sử dụng chuông mỏ, khỏi cần tụng, không không cần chuông mỏ. Hôm kia có một Phật tử nói thầy ơi con không có thờ Phật được, nhà con không có chỗ, bởi mà giờ con không biết làm sao để mà con hàng ngày nhớ Phật. Hỏi nhà chỗ có tường cái vách nào không? Dạ có. Treo hình Phật được không? Dạ được. Đem hình Phật về treo, khỏi cần chuông mỏ, khỏi cần nhang đèn hương hoa gì hết. Thay vì bức tường đó chỉ treo một cái hình gì đó không cần thiết, treo một bức tranh Phật. Thờ Phật là nhớ Phật, mà nhớ nó hai cách. Nếu mình đủ phương tiện thì bày biện ra mình thờ để biểu tượng cái tấm lòng, không có để hình Phật quán tưởng. Cái quan trọng là anh nhớ Phật, còn hình thức nào tùy. Thì mình đi thăm bệnh, mình dạy người bệnh tu cũng thế. Đi vô trong bệnh viện á, một cái phòng bệnh người ta ba giường nằm, ta che màn lại hết, một hai người kia ngủ khỏe, còn người này đang hấp hối lấy chuông mỏ ra gõ. 11, 12 giờ khuya. Rồi hai ông bên này nghe tiếng mỏ tỉnh, hai người kia đứt hơi chết. Ngủ không được, tức quá. Cho nên cái đó không phải. Mình chỉ người ta tu á là cái lòng từ bi của mình chỉ người ta tu, mà mình phải quán người ta, căn cơ hoàn cảnh người ta, để mình chỉ người ta tu. Mà người ta tu mà người ta đúng cái cách ta tu, ta thoải mái, ta tu ta hạnh phúc. Mình chỉ sao mà người ta cảm thấy trời ơi sao mà nó nhiều thứ quá, tôi làm không nổi. Hoặc là thậm chí sao mà khó quá thì người ta không chịu tu. Người ta không tu có phải uổng không? Mà cái quan trọng chính là mình giúp cho người ta dù tịnh tâm 5 phút 10 phút. Cho nên Pháp Hòa đi đâu ai hỏi Pháp Hòa cách tu, Pháp Hòa không có bị trở ngại chỉ ra. Tại vì sao? Vì mà trước hết hỏi hoàn cảnh. Anh muốn sám hối, anh muốn tụng kinh, anh muốn làm gì, anh tôi có cách, nhưng mà giờ anh cho tôi biết thời gian anh sao, hoàn cảnh anh sao. Nãy giờ con nguyện ăn chay 1 tháng mà giờ con ăn khó quá, phải có gia đình đủ thứ chuyện. Ăn tuần ngày được không? Dạ được. Ăn 30 tuần đủ 1 tháng. Ai bắt anh phải ăn tháng kêu là trả lễ đâu. Anh không có tiền trả cái rụp, tôi cho anh trả từ từ. Miễn sao anh trả đủ nợ tôi thôi. Thật sự ra mình quỵt Phật cũng chẳng phạt mình. Tại vì Phật không có rảnh đâu mà coi có đứa nào ăn chay trả lễ. Đứa nào không ăn chay, Phật không có rảnh làm chuyện đó. Mình hứa là mình tự tâm mình. Tại sao khi mình bệnh khổ, mình hoạn nạn mình hứa, rồi bây giờ xong chuyện rồi mình quỵt? Thì như vậy tự nhiên mình cảm thấy là mình lừa dối thánh thần. Tự tâm mình khó chịu thôi. Tự tâm mình dày vò. Phạt là gì? Khi tâm mình khổ đau phiền não là phạt. Ví dụ mình hại cái người đó, không ai biết hết, tâm mình biết. Có những lúc đem về lòng mình khó chịu, hoặc là mình thấy bây giờ gia đình người ta tan nát cũng vì cái lời nói của mình. Đây,
cái lòng mình à, nó khó chịu lắm, nó khó chịu lắm. Mà thậm chí cái quả nó trở về, bây giờ gia đình mình gặp những cái cảnh khó khăn, con cái mình tự mình biết à, đó. Phạt là vậy đó. Phạt nghĩa là tự trừng trị, phạt là một sự trừng trị. Mà ai trừng trị mình? Mình thôi. Không ai trừng trị mình bằng đó, tại vì không có luật pháp nào nói cho bằng tự tâm mình biết. Cho nên đó là mình đếm hơi thở, nghĩa là mình tùy cái sức. Quý vị thở làm sao quý vị niệm vậy? Thở dài, thở ngắn, thở nhanh, thở gì đó, mình niệm theo hơi thở mình, gọi là sổ tức. Chữ sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức niệm Phật. Rồi bây giờ niệm Phật theo thời khóa nè. Hồi xưa Hòa Thượng Trí Tịnh đó, ngài có làm một quyển sổ gọi là niệm Phật công cứ. Không biết giờ có cụ còn xài cuốn đó không. Hình Phật Di Đà ngồi giữa, làm hào quang của Phật xung quanh. Và mỗi cái vòng hào quang là một cánh sen, cánh sen, cánh sen vậy nè. Thì một cái cuốn sổ vậy, một trang giấy vậy, ta làm khoảng chừng 10 lớp đi. Mỗi lớp là 20 cánh sen, tùy theo cuốn sổ lớn nhỏ. Thì quý bác đem lên chùa, quý hòa thượng chứng minh, để con xin phát nguyện mỗi ngày niệm 10 sâu chuỗi. Hòa thượng chứng minh xong ha, mình niệm 10 sâu chuỗi, mình lấy cái viết chì á, mình tô vô cánh sen cái, niệm 10 sâu tô cánh sen cái. Thì thí dụ bây giờ mình cứ 10 sâu tô cánh sen, có nhiều bác rảnh quá, một ngày 10 cánh sen ngang cấu. Tùy mình phát nguyện 10 sâu, 20 sâu tô cánh sen. Để làm chi biết không? Đó là một cái hình thức khuyến tấn. Trời, nhìn cuốn sổ mình tu gắt củ kiệu. Niệm Phật nhiều thì mình tô nhiều. Si xong quyển sổ đem lên hòa thượng chứng minh, con đã niệm xong cuốn sổ này, gọi là niệm Phật công cứ. Sổ niệm Phật công cứ. Hồi đó Pháp Hòa mới đến Canada, mới lập trúc lâm, Pháp Hòa có làm cái sổ, copy cuốn sổ đó phát cho mỗi bác một cuốn vậy đó. À, bây giờ mấy bác mà có khả năng niệm công cứ đó thì đi theo Phật hết rồi. Còn mấy bác sồn sồn giờ bận đi làm quá. Niệm tiền nhiều hơn. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là niệm định kỳ là gì nè. Bây giờ quý vị quyết quy định. À, mỗi tối tôi sẽ niệm Phật từ 7 giờ tới 8 giờ. Hay là mỗi tối tôi niệm từ 8 giờ tới 9 giờ. Hay là mỗi sáng, nói chung là tùy. Niệm mà mình quy định thời khóa, cái đó là niệm quy định thời khóa. Hồi nhỏ Hòa biết có quý sư bà, quý sư ông mà Pháp Hòa biết. Sáng ăn sáng xong ha, lo cho Hòa thượng ăn sáng xong rồi, cái là đúng cái giờ đó là Hòa thượng cầm sâu chuỗi đi lên chánh điện á, ngồi ngay cái đại hồng chung á, thỉnh đại hồng chung, lâu lâu thỉnh bon, ngồi niệm Phật. Niệm từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Rồi đi xuống lầu ăn trưa. Pháp Hòa có một bà cụ, dĩ nhiên là rất bao nhiêu bác, nhưng mà Pháp Hòa biết một bác rõ ràng là bà cụ này mỗi ngày trước khi xuống ăn trưa là phải 35.000 câu niệm Phật mới xuống ăn trưa. Bà có cái máy bấm á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà niệm mà đúng 35.000 câu, còn thiếu không xuống. Quy định mà, quy định thời khóa. Niệm Phật xong rồi hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, mà tội nghiệp lắm. Trong đó bà có làm một cái lời nguyện: con xin nguyện hồi hướng công đức niệm Phật cho thầy Thích Pháp Hòa. Thế danh là gì đó ha? Nguyện cho thầy hoằng pháp được thù thắng, thầy nói pháp cho chúng sanh được thấm nhập tu hành. Ngày nào bà cũng nguyện cho Hòa nhiêu đó. Có bữa Hòa ghé thăm nhà, đi lên phòng thấy thờ Phật rất là đơn sơ. Bà mới nói với Pháp Hòa, năm nay bà 85 tuổi, tỉnh táo lắm. Bà nói á, con không có dám thờ Phật hoành tráng, đẹp đẽ, tại bây giờ già rồi, mua sắm những cái đồ tốt á, rồi lỡ sợ chết mình quyến luyến những cái đó. Cho nên bây giờ á, có cái gì thờ nấy, hình Phật, bàn thờ đơn sơ, một bức Phật Di Đà, đơn giản, không có gì trên bàn thờ, không có cái gì gọi là mắc tiền hết. Bà nói á, mình sắm đèn nha, cái những cái gì mà nó trang nghiêm, mà tuổi già rồi, lỡ mình có đi cái mình tiếc nó, cái mình bị trì trệ, thôi hãy buông xả là xả hết.
Nói như vậy không có nghĩa là Phật tử mình không được mua những cái đồ tốt cúng Phật. Ở bà tuổi của bà lớn tuổi rồi, vì bà sợ dính mắt thôi. Còn quý vị phát tâm cúng dường những cái gì thì mình cúng. Nhưng mà ý nói đối với bà thì bà nghĩ rằng bây giờ lớn tuổi mua sắm rồi sử dụng không bao lâu rồi, cái tiếc cái của đó là buông xả không được. Mà trì kinh Địa Tạng, niệm Phật Di Đà, quanh năm suốt ngày giờ, bà có ông chồng hồi còn khỏe là lo cho bà. Ở trên lầu là sáng là tụng kinh niệm Phật, ông đứng ở dưới lầu ông vống lên, giống lên: "Bà ơi xuống ăn sáng." Rồi cái bà xuống, bà chuẩn bị sẵn hết. Pháp Hòa tới thăm, Pháp Hòa nói: "Ông á, tuy không có tu giống bà nhưng ông là Bồ Tát bất thối vi bạn lữ, phải không? Hộ trì cho bà không lui sụp, một ngày 3 bữa ăn, bà ăn chay trường, ông nấu đồ chay cho bà dùng." Mà ông không có phải là người nghe pháp gì, nhưng mà bà mở pháp ông nghe, ông nghe ông thấm. Có nhiều bữa Pháp Hòa lên thăm ông ha, là ông ngồi ông nói là mình biết là những cái câu ông nói là từ trong những bài pháp đi ra hết. Thành thử ra thường thưa đại chúng á, có những chúng sanh á, người ta mình nhìn họ giống như không có tu hành gì hết á, nhưng mà thật sự họ tu bằng cách là họ tu ké với mình. Có những chúng sanh người ta chưa có trực tiếp nhưng mà người ta gián tiếp người ta tu. Mà có nhiều người ta gián tiếp vậy mà ta thâm nhập dữ lắm. Đây Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi hay đi ngang bà cụ, tối nào bà cũng ra trước cửa nhà bà thắp nhang. Mà bà khấn không mà Pháp Hòa đi ngang mỗi ngày mỗi tối mà Pháp Hòa nghe Hòa thuộc: "Nam mô Di Đà Phật, chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thỉ, huệ khẩu." Chữ huệ là gì? Là trí huệ đó. Tức là xin cho con tu hành được trí huệ ở mắt, ở miệng, ở tai. Người có trí tuệ ở mắt, mũi, tai thì sao? Không có nói bậy, không có suy diễn bậy. Nghe cái gì nghe cho chính xác, nói cái gì nói cho đàng hoàng. Huệ nhãn, huệ nhĩ, thấy phải thấy bằng trí tuệ, nghe phải nghe bằng trí tuệ. Huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ khẩu. Huệ tỷ là cái lỗ mũi, ngửi cái gì nói cho chính xác. Ví dụ như chữ mũi đây, ngửi đây, ý nói là mình thấy 6 căn mình sống trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà đa phần á, mình sống bằng cái phân biệt, cái dính mắc của mình, cái gièm pha, cái định, gọi là cái lý luận của mình, nhưng mình không nhìn nó, thấy nó bằng cái trí tuệ. Cho bằng nguyện vậy đó, nguyện cho con huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ khẩu. Vậy mà Pháp Hòa thuộc, là bà Pháp Hòa đâu có đứng, Pháp Hòa đâu có học, đi ngang thuộc. Ở xóm Pháp Hòa là một cái xóm tu à, khoảng 50 gia đình mà 49 gia đình tu. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa không có tụng, không có học kinh. Pháp Hòa cứ đi ngang mỗi nhà, nghe một câu vậy mà từ từ mình thuộc kinh lúc nào mình không hay. Nhất là những bài sám, cái bài sám Quan Âm nè, bài sám Cầu An nè, Pháp Hòa không có học, toàn là nghe tụng. Có cái chú đó mấy chục năm trời Pháp Hòa ở đó nghe Phật tử kể là ông chỉ tụng một biến kinh thôi là Phẩm Phổ Môn. 4 giờ sáng là nhà ông vang tiếng chuông mõ xuống Phẩm Phổ Môn. Mà Pháp Hòa nhớ rất là rõ, ông tụng cái sám Cầu An: "Con quỳ lại Phật, chứng minh hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện." Mà ông tụng theo kiểu trong miền Nam á, bon bon cóc: "Con quỳ lại Phật, chứng minh." Ở trong miền Nam tụng sám là tụng vậy đó, cứ 2 tiếng khánh 1 tiếng mõ. Vậy mà sáng nào cũng nghe anh nhập cái bài sám đó. Cầu bà hàng xóm và tụng: "Quan Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua. Bởi gần thế người xa ngưỡng mộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh." Nghe tụng mà thuộc, nghe tụng mà thuộc. Cho nên á, mình mở pháp, mình mở băng kinh, đừng có nghĩ rằng chỉ mình nghe. Hay là thậm chí mình tụng kinh á, mình tụng đây, có những người người ta không có mặt ở đây người ta nghe, chư thiên nghe, chư hương linh mình thờ phượng nghe. Cho nên ví dụ chơi, vì vậy mà cuối thời kinh mình tụng gì: "Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo."
Tại vì trong pháp giới chúng sanh này có âm, có dương, có những người có mặt, có những người không có mặt. Những người không có mặt chúng ta gọi là phi nhân. Phi nhân là những người không có phải là người. Có những người ẩn, những người hiện, hiện là mình nè, đó, có mặt là hiện. Có những người ta không có mặt gọi là ẩn. Vì vậy mà chúng ta tu tập á, chúng ta tu tập á là chúng ta biết rằng á, mình niệm Phật á, không phải chỉ có người đó nghe. Pháp Hòa rất nhiều lần vô bệnh viện thăm người bệnh và họ đang bệnh á, mình tụng. Mà Pháp Hòa tụng cũng lớn. Một hồi thôi, cái bà bệnh, cái ông bệnh kế bên á, thậm chí có những cái phòng kế bên luôn, họ mới nói với y tá đó, cái phòng kế bên đó, ai đang làm gì mà họ cảm thấy một cái sự peaceful energy. Cái phòng kế bên họ, họ nghe không biết làm sao mà họ cảm một cái sự peaceful, tức là sự bình an. Pháp Hòa nhiều lần đi vô bệnh viện thăm mà tụng kinh phòng này mà phòng khác họ nói. Không phải mình nói mình linh thiêng gì, nhưng mà ở đây mình nói đến cái Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, nếu cái những người xung quanh mình họ có được cái lợi lạc do cái sự tu tập của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ quý vị nhìn một người nào đó bằng cái tâm thiện, mình sống thiện, mình nói thiện, con mình nó có ảnh hưởng cái cách nhìn của mình không? Nhưng mà ngược lại, mình dạy con mình hoặc mình nói những lời rất là khó nghe về người khác, nó ảnh hưởng không? Ảnh hưởng, tại vì mình đã lan tỏa cái đó ra. Mình lan tỏa cái đó ra. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Pháp Hòa đi chợ, cái về cái mẹ hỏi, ủa sao dặn con mua cái đó mà con không mua mà con lại mua món khác. Mà lần nào đi chợ mua món đó cũng ra là thế nào. Pháp Hòa nói, đi vô chợ á, mình muốn mua cái món đó mà không có mà đi ra tay không kỳ lắm. Thôi phải vô mua cái gì để cho tao vui. Mà hồi nhỏ mỗi lần mình nói vậy cái mấy người lớn đấy, thằng nhỏ này nó sống nó có hậu. Pháp Hòa nhớ, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái gì mình nói ra nó ảnh hưởng. Hồi nhỏ mà lên bữa ăn á, mình nít nè, ăn thấy cái gì thích thì mình ăn thôi. Chồm lên ăn, thì cái cô Phật tử ngồi kế bên của nói, con mai mốt con đừng có ăn vậy. Cái gì trước mặt mình với tới thì mình với, mình chồm như vậy á, nó không có dễ thương. Một lần thôi, hồi nhỏ 7 tuổi đó. Thì cái cô đó cũng nói vậy mà tới giờ Pháp Hòa vẫn không quên cái hình ảnh của cô đó. Và ăn trong cái dịp nào mà cô nói như vậy. Thì Pháp Hòa nói với đại chúng là cái thần lực. Cho nên cái chuyện mà Phật Bồ Tát có thần lực mà chúng ta nương vào chuyện đó là có thật. Cái chúng sanh phàm phu mình chỉ cần cách sống của mình mà còn ảnh hưởng người xung quanh, rồi huống chi các vị mà mang tới cho mình một cái lực từ bi trí tuệ. Cho nên hằng ngày mình niệm Phật á, thấy vậy đó nha, mà cái lực nó vang ra, người xung quanh cảm nhận được hết. Rồi bây giờ ngược lại, một con người dễ nóng giận, câu có, phiền não nó tỏ ra không? Nó tỏ ra, người ta nhận được hết. Ta bước vô ta thấy cái chỗ này sao mà nó ngột ngạt quá. Hai người mà giận nhau là biết liền à. Nó tỏ ra hai cái thần thông bế tắc. Hãy người đó có mặt ở đây là người kia chỗ khác đó, người đó nói gì cái là người đó bỏ đi, hoặc là cái cách trả lời không biết sao cũng được, thích thì cứ làm. Hey, mấy câu đó là mấy câu đó tỏ ra thần thông bế tắc. Thật ra quý vị thấy là trong cuộc sống, chữ niệm Phật chúng ta, nếu chúng ta nghĩ rằng xung quanh mình là có chúng sanh, là con cái của mình, người thân mình, thì mình hãy niệm cái gì mà nó cảm nhận được sự an lạc. Với đây Pháp Hòa giúp cho một cái gia đình hai vợ chồng. Thì Pháp Hòa có nhắc, Pháp Hòa nói á, người lớn mình sao cũng được. Pháp Hòa không dám nói. Nhưng mà nếu mà hai vị cứ giữ như vậy hoài thì con cái mình nó sẽ không cảm nhận được cái sự niềm vui trong gia đình. Quý vị biết là có những đứa con á, nó đi nó nói tâm sự với nhau là nó đi học nó không muốn về nhà. Tại vì nó về nhà là nó cảm nhận một cái không khí rất là ngọt ngạt. Mặc dù cha mẹ không nói gì, nhưng mà đời sống của cha mẹ trong cái phiền não nó đã lan tỏa ra.
Và bây giờ nó nhỏ quá, nó chỉ mới suy nghĩ thôi, nó chưa hành động là gì, nó chưa đủ tuổi nó làm chuyện đó. Nhưng mà ngày nào nó cũng nuôi cái tư tưởng đó, nó thành một loại tư niệm thực trong bốn cách ăn. Khi mình nuôi dưỡng một ý tưởng nào trong sáng lành mạnh, cái đó là tư niệm thực lành mạnh. Nhưng một đứa nhỏ nó bị chèn ép, nó bị bức bách, nó nuôi cái tư tưởng thoát ly căn nhà này, đó là một tư tưởng mà nó nuôi dưỡng cái đó mỗi ngày. Đúng 18 tuổi nó bước đi. Đã có những gia đình như vậy, đúng ngay ngày sinh nhật nó, đúng 18 tuổi, chiều hôm đó ba mẹ tổ chức sinh nhật xong rồi là nó cắt cái bánh xong, nó xin phép nó dọn đồ ra, hôm nay con đủ 18 tuổi. Cha mẹ hụt hẫng vô cùng, đau khổ vô cùng. Đã từng có những gia đình như vậy. Là vì sao? Vì khi nó còn nhỏ đó, mình đã sống như thế nào và nó nuôi cái tư niệm thực đó. Thí dụ bây giờ mình nuôi tư niệm thực là một ngày nào đó tôi sẽ đi tu, tôi sẽ xuất gia khi con cái nó lớn khôn hết. Thí dụ vậy đó, nó nuôi mình mỗi ngày bằng cái tâm tư đó, đó là một tư niệm thực lành thiện. Nhưng mà nếu mà thí dụ có nhiều người nói bữa nào tôi sẽ thanh toán cái người này, nó cũng là một loại tư niệm. Tư niệm tức là mình nhớ nghĩ một tư tưởng, mà tư tưởng đó mình nhớ nghĩ lành thì nó ra lành, bất lành là nó ra bất lành. Cho nên đó, gọi là mình đó, niệm Phật. Ở đây Pháp Hòa nói cái cách tu mà niệm Phật tụng kinh của mình, nó tùy vào cái năng lực định tĩnh của chúng ta. Chúng ta biết quán chiếu chúng sanh. Có những người người ta nghe tiếng niệm Phật lớn, người ta hạnh phúc lắm, ta niệm nghe ta hạnh phúc. Có những người người ta chưa, mình tụng nhỏ nhỏ vậy mà ta thấm. Cho nên có khi mình mặc niệm, có khi mình kim cang, có khi mình cao thanh, nhớ không? À, chính bản thân mình phải giữ thời khóa. Bây giờ có nhiều vị giữ thời khóa sáng, trưa, chiều, tối tùy mình. Còn cách cuối cùng là gì? Niệm Phật bất cứ lúc nào. Hồi nãy cái mặc niệm á, Pháp Hòa thưa nãy đó là cái cách mà quý vị đi vô nhà vệ sinh á, mặc niệm được đó. Mình niệm trong đầu mình thôi, vô trong nhà vệ sinh không ai vô trong đó mà cao thanh niệm Phật hết đó. Ví dụ như mình đi vào trong nhà vệ sinh, một cái người nào muốn đi vào, ta thấy ngón tay ta khải đàn, đàn chỉ là ngón tay, đàn là khải vậy đó. Lấy ngón tay ta khải vô nhẹ nhẹ, mình ở trong đó mình muốn đáp lại là I am here, tôi ở đây, bằng cách lấy ngón tay gõ lại. Ở trong đó mình đáp lại bằng cái tiếng gõ để người ta biết trong này có người, mà mình vì cái sự tế nhị không cho biết ai trong đó. Tôi ở trong này nè, ai đó? Đó, cao thanh. Nhưng mà người ta nghe mình trong đó, đó, dù là mình là ai thì người ta vẫn tác ý. Ở chỗ đó là cái chỗ tế nhị, cho nên trong luật dạy không được vô trong nhà vệ sinh ca hát nói chuyện lớn tiếng. Nhà vệ sinh công cộng không có được nói chuyện lớn tiếng nữa. Vì sao? Vì mình rất tế nhị trong việc đó. Đó là oai nghi. Mà mình người muốn vô cửa là ta gõ, mình chỉ gõ đáp lại để biết rằng trong này có người. Người ta muốn check, muốn kiểm soát coi có ai không trước khi người ta vào. Người lịch sự là không ai mở đại đi vô, ta phải gõ. Lỡ nhiều người ta vô, người ta quên khóa cửa. Hoặc là cái chốt nó hư mọi vấn đề. Hoặc là mặc dù ta thấy khóa nhưng mà cái cửa nó hư rồi. Khóa là khóa vậy đó mà mở ra vẫn bị như thường. Pháp Hòa bị một lần là tá quả tâm tinh. Thì ở đây Pháp Hòa hôm nay á, theo lời thầy trụ trì dạy á, là Pháp Hòa chia sẻ với quý vị các cái cách niệm Phật. Thì nãy giờ Pháp Hòa đưa ra hàng chục cách như vậy đó, để tùy theo mỗi hoàn cảnh của quý vị mà quý vị làm. Có nhiều khi á, bất cứ việc gì trước khi mình làm, mình hãy dừng lại một giây phút nào đó, mình chiếu soi sự việc coi nó như thế nào. Nó là một hình thức gọi là gì? Chiếu niệm. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ bây giờ đứa con mình nó về, nó nói má ơi, con làm hư cái đó. Nhưng mà nếu mình hét lên á, là mình sẽ làm cho đứa nhỏ nó sợ, và mai mốt nó sẽ là mình tạo cho nó một cái khuynh hướng nó dốc.
Tại vì mình làm cho nó hoảng sợ là sau này là lúc nào nó cũng nói dốc, dù cái chuyện đó nó làm. Thật ra mình dừng kịp, mình nói ồ không sao con cho má biết vậy là được. Thật sự là như vậy, thà là nó sự thật, nó nói cho mình nghe cái đổ vỡ của nó, cái đau khổ của nó. Cho nên đó, chính vì vậy có một số em đó, tại sao khi nó lớn lên nó ra ngoài nó sống đó, nó khổ đau mà nó không nói được với mình, tại vì nó rất là sợ. Có nhiều vị đã hâm con mình một câu: mày đừng có nói với tao một bữa nào mày về mày nói tao mà mày mang thai là mày chết mày với tao nghe. Quý vị biết đã từng có những gia đình đó, các em nó sợ quá mà nó nịch cái bụng cho tới khi mà là cái đứa nhỏ đó nó mất rồi, mình nó gây một cái đau khổ trong lòng nó. Pháp Hòa đã gặp rất nhiều những hoàn cảnh gia đình như vậy. Có những em nó vì sợ hãi như vậy là nó mang một cái đau khổ suốt đời nó, là tại vì nó điều đó nó không muốn, nó không muốn. Và nó con nít mà nó lớn lên nó thấy những cái đó nó sợ lắm. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói mình á, tu tập là mình niệm Phật, nhưng chữ Phật ở đây là tỉnh giác. Mình hãy đưa cái tâm mình vượt ngoài cái những cái chuyện rồi mình lăm râm cách này cách kia, nó còn có những cách để mình quán chiếu trong cuộc sống hàng ngày. Và mình tu tập như thế nào để người xung quanh mình á, nhận được năng lực mà không phiền não về cái lực của mình. Mình họ khỏe quá mình niệm mình ta phiền não vô cùng, tại cái tiếng mình nó không làm cho người ta hạnh phúc. Chỉ có những tiếng làm cho người ta hạnh phúc. Vì vậy mà tại sao cõi cực lạc á, chim á, nhớ không, bạch hạc, anh vũ, xá lợi, cộng mạng đều thoát ra những tiếng hòa nhã, mà người ta nghe tiếng chim mà người ta sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, phải không? Cây gió trên đó thổi ra thì cũng toát ra được gì, những lời thuyết pháp. Cái đó là sự thật trong cuộc sống của chúng ta đây. Chúng ta làm sao để chúng ta tỏ ra được cái đó? Bây giờ quý bác có thể chọn cho mình một cách ha, mặc niệm quý cô, quý chú, nói chung là đại chúng. Mặc niệm cũng được. Niệm vừa chừng gọi là kim cang á, mình không cao thanh nổi đâu. Mà ở xứ này ta đâu cần cao thanh. Không lẽ ra đứng giữa sớm cao thanh không? Thí dụ trong đạo tràng nè. Đó, thầy trụ trì có mình thầy á. Ở đây Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử giọng tốt lắm, phổi rất là tốt. Đi tụng kinh có quý vị đó là khỏe lắm, chỉ cần sướng cái là quý vị thay mình hết à. Nhưng mà bây giờ quý vị nào đã nghĩ rằng mình có được một khoảng thời gian quy định, quý vị nên chọn cho mình một thời khóa, sáng trưa chiều tối tùy, niệm Phật trì kinh tùy hỷ. Còn nếu ai vì hoàn cảnh nữa không được thì niệm bất cứ lúc nào, hễ nhớ là niệm, nhớ là niệm. Cách Hòa Thượng Trí Tịnh ngày tu á, khi ngài nói chuyện là ngài ngưng niệm Phật, ngài chú tâm vào câu chuyện nói. Nhưng mà khi xong câu chuyện, trong tâm ngài trở về câu niệm Phật lập tức. Cho nên đối với ngài á, là câu chuyện nào ngài nói ra nó cũng đều sáng rõ, và đồng thời cái sự niệm Phật của ngài không mất. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ vía Phật A-di-đà, hễ nói tới Phật A-di-đà thì người ta nhớ tới cái cách là niệm danh hiệu ngài. Bởi vì đó là cái nguyện của ngài: ai niệm danh hiệu tôi thì tôi sẽ rước người đó về cảnh giới của tôi. Nhưng nó có điều kiện à, không phải niệm cứ sách chuỗi niệm vậy cái nửa chết đi chảnh đâu nha. Nó cũng có điều kiện. Ở cõi đó người ta không còn 10 cái căn bản phiền não. Mình phải trừ được 10 cái này là tự thân có sức khỏe tốt, và chúng ta có một cái income tốt để được sponsor về đó. Quý vị biết là mình đi nước nào xin visa nó cũng có phải có cái điều kiện chứ. Ở đây bây giờ mình đi ra nước ngoài mà cái passport của mình chỉ còn 6 tháng nữa hết hạn là chưa chắc người ta cho mình đi. Tại vì cái cơ hội mình ở lại nó có thể có. Đó là điều kiện của người ta. Thì cõi cực lạc cũng có điều kiện. Điều kiện đó là gì? Chúng ta phải làm sao tham sân si, mạn nghi, ác kiến, năm thứ phiền não đó. Cái ác kiến đó nó còn chi tiết như là tà kiến, biên kiến. Nhưng mà muốn được trừ cái đó đó, mình phải dùng một phương pháp hành trì. Chính cái phương pháp này giúp cho mình
loại trừ cái tạp niệm mỗi ngày bằng cách là chúng ta thay vì nghĩ xấu, nghĩ quấy, suy nghĩ lung tung thì dùng thời gian niệm Phật, dùng thời gian để niệm Phật. Có một cái gia đình, cái chị này, hay là có những gia đình người ta có người thân mất và người ta có ân hận là người ta không làm được điều đó cho mẹ, cho ba. Người người ta cứ sợ là ba mẹ người ta không được siêu thoát. Ví dụ một cách mà gần gũi nhất là cái vấn đề giữ 8 tiếng. Có nhiều vị sợ, nói trời ơi, hồi đó con không biết đạo, mẹ con vừa mất, con đưa mẹ con đi vô nhà hoàng liền. Bây giờ hiểu đạo rồi, thấy chỉ 8 tiếng mới được dời đi, trời con hối hận quá, con không biết mẹ con được siêu chưa. Đau khổ buồn bã chuyện đó hoài. Pháp Hòa hỏi vậy chứ mấy tháng nay, mấy năm nay bác có về nói gì không? Nói dạ không. Bác không nói gì là bác ok rồi. Thì Pháp Hòa mới nói vậy nè. Bây giờ mình không biết người đó đi chưa, nhưng mà thiệt sự lúc mà mình quyết định đó đâu phải mình muốn đâu, mình không biết mà. Mình không biết cho nên mình mới kêu nhà hoàng đưa đi. Đó là một việc. Việc thứ hai, vãng sanh hay không, nó cũng không phải ở cái vấn đề chúng ta để 8 tiếng hay 10 tiếng. Vãng sanh hay không là tùy theo cái nghiệp hàng ngày chúng ta sống. Ví dụ như bây giờ mình sống cực kỳ ác ôn. Tại sao gọi là ác ôn? Tại vì ôn này là ôn dịch, một loại bệnh dịch, bệnh ôn. Và thế gian người ta sợ cái ác như là sợ một loại bệnh dịch, cho nên người ta gọi là ác ôn. Ôn là một loại ôn dịch, mà thế gian này người ta sợ bệnh dịch lắm. Bệnh dịch là chết. Và người ta đã sợ cái ác như sợ một loại bệnh. Thì bây giờ ví dụ một người nào họ sống cực kỳ ác như vậy, dù để 80 tiếng cũng chắc họ siêu đâu. Thành ra quý vị, cái 8 tiếng là một trợ duyên, trợ lực thêm cho người mất, chứ không phải là nó quyết định toàn bộ vấn đề giảng sanh của người đó. Chứ đừng có hiểu lầm cái chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ cái chuyện chị đã làm là làm xong rồi. Bây giờ á, mẹ mất rồi, mình đã làm việc đó rồi. Thay vì chỉ ôm ấp một cái sự phiền não, hối tiếc, sao không dùng cái thời gian đó mình tụng kinh siêu độ cho mẹ con hơn. Chứ đâu phải là cái vấn đề là mình niệm Phật 8 tiếng đâu. Cho nên ai mà được niệm Phật 8 tiếng, đó là cái duyên của mình. Đó là cái bonus cuối đời, cái món quà cuối đời. Cái chính yếu là mình phải tự chuẩn bị cho mình một hành trang. Trước khi đi xa phải đổ xăng, chuẩn bị một ít thức ăn trên xe mình, hoặc những cái gì mình cần. Bạn bè có thương cho thêm chai nước, miếng bánh, đó là những cái dư tốt. Nhưng không ai mà đi đâu mà đợi đến lát ra đường có ai cho nước uống không, cho bánh không, kiểu đó không ai cho là chết. Mình phải tự chuẩn bị cho mình. Và Đức Phật gọi cái đó là gì? Tư lương. Chúng ta Phật gọi cái đó là tư lương. Cho nên mình muốn được siêu hay không là tự mình phải cho mình một cái hành trang đó, chứ không phải người khác. Và cái cách là chuyển niệm nha, thứ trước khi muốn niệm Phật là phải chuyển cái niệm thiện trong tâm mình, rồi mình mới có thể khởi xướng được Phật hiệu. Vì mình có nhớ Phật mình mới tưởng Phật, niệm Phật, nhớ thiện mới niệm thiện. Thôi thì Pháp Hòa chỉ xin có vài lời thưa với đại chúng trong cái bài nói chuyện này là phương pháp niệm Phật. Và những phương pháp mà nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ đó là các tổ đã nghiên cứu và đã tạo ra những phương pháp để hướng dẫn lại cho chúng ta. Tùy theo hoàn cảnh quý vị mà quý vị chọn cho mình một pháp. Chúc đại chúng an lạc, tinh tấn. Bây giờ đại chúng dạ. Dạ. Rồi. À, rủ à. Nhưng mà con nghe bạn con nói
Ví dụ như trong một cái bữa ăn thì mình không biết ai ăn rồi, ai chưa ăn, và thậm chí mình đang thấy người ta ăn, nhưng cái phép tế nhị và lịch sự nhất của một người ngồi chung bàn là làm gì? Mời người ta ăn tiếng. Vì cái tiếng chào nó cao hơn cái cổ. Cho nên cái chuyện mình mời người ta đi chùa, mình nói gần gũi là nói rủ, chứ còn mình nói lịch sự là thỉnh, là mời, không có gì lỗi. Quý vị thấy á, Đức Phật, bây giờ các vị thánh hiền luôn, nói chung đi, các vị thánh hiền đều kêu gọi con người chúng sanh tu, mà mấy người tu? Mấy người tu? Rồi bây giờ có những người, người ta cũng đi vô trong đạo tràng vậy đó, cũng đi nguyên một nhóm mấy trăm người, nhưng mấy người thật tu đó. Cho nên cái chuyện mà mời rủ là chuyện bình thường. Đó là vì cái tâm lành của mình. Đừng có nghĩ rằng mình không có cái hạnh mình kêu người ta không nghe. Mà nếu mình nghĩ rằng mình không có cái hạnh mình không kêu người ta được á, thì mình phải lập cái hạnh rủ người ta tu. Đó là một cái hạnh. Có những người trong cuộc sống này ăn không cần mời ai hết á, thì ta nghĩ trời sao kỳ vậy, mặc dù ta đang ngồi sao ta ăn vậy đó, nhưng mà lịch sự, dạ em xin mời các chị các anh dùng. Mình thấy ta bước vô mình đang ngồi ăn mà không biết ta ăn chưa, mời bác dùng cơm, gặp bữa mời bác dùng cơm, mời anh chị dùng cơm. Và không phải chuyện đó không, bất cứ mình đang làm gì mà có tính cách chung, người ta bước vào là mình đều mời người ta vào. Thì cái chuyện đi chùa, chuyện tu tập, mình cứ mời. Mình mời mà người ta từ chối, đó là duyên của họ chưa tới. Nhưng mình đã làm xong cái hạnh của mình, là cái hạnh vị tha, cái hạnh lợi ích cho mọi người, chứ không có gì lỗi hết. Trừ khi nào, trừ khi nào thật tâm á, cái người mình rủ á có những cái lời nói không hay. Ví dụ như nói á, tôi không có thích cái chị đó cứ rủ tôi đi chùa hoài, tôi không thích. À, trừ khi nào chị đó nói cái đó thì mình thôi, mình không có, không mời nữa. Còn nếu mà mỗi lần mình đi mình mời mà người đó cũng lịch sự nói dạ em bận em chưa đi được thì cái chuyện đó không sao. Còn cái chuyện, nhưng mà nếu như mà người đó đã có cái lời nói nó nặng hơn cái việc của mình làm thì cái đó mình suy nghĩ lại. Nhưng cũng không có buồn gì nha, không buồn không giận gì, mình làm xong bổn phận rồi đó. Mình làm xong bổn phận là mình vẫn mời người ta đi chùa tu tập. Còn đi hay không tùy. Thưa đại chúng á, có những người có duyên á, ngàn dặm với chùa nha, vẫn bước tới. Nhưng mà không có duyên á, nhà sát vách, không biết ông thầy trụ trì là ai, mặc dù nhà sát vách, không biết cái chùa ra làm sao. Cho nên cái chuyện tu tập đời sống chúng ta phải nói tới cái duyên. Duyên là những điều kiện. Có những người người ta nói một câu mình nghe mình thấm. Có nhiều bữa, có nhiều vị người ta nghe có một bài giảng mà ta mở tâm. Vì cái duyên của vị đó với cái vị thầy đó và với cái bài pháp đó. Cho nên con không có tội gì đâu, không lo. Con sợ cái người đó trách con, cái người ta bị tội. Không, không có. Người ta trách mình đó là cái duyên, tại người ta chưa tới. Chứ nếu mình bây giờ mình nghĩ nè, bây giờ mình nghĩ mình không có là gì hết á, phải không? Mình chỉ là một người bình thường và có tâm muốn rủ bạn đi chùa. Họ không đi thì thôi, họ trách mình thì mình chịu, chứ không có tội gì hết. Mình đừng có nghĩ là ai làm gì. Ví dụ như có nhiều vị nói tôi không ăn đồ cúng tại vì tôi thọ Bồ Tát giới, ăn đồ cúng cái vong có tội. Thật sự ra mình phải nghĩ mình đơn giản vô cùng, mình bình thường vô cùng. Đó là cái khiêm cung, cái đức hạnh của mình. Mình nghĩ vậy là mình đưa mình lên á, tôi không ăn đồ cúng ha, hay là người đó nói tôi, người đó tội rồi vậy đó. Đừng nghĩ vậy. Mình nghĩ vậy là mình còn có cái tâm hành phạt người khác. Không, tôi nói điều đó anh không thuận với tôi, anh có lời sỉ vả tôi,
tôi cũng chấp nhận vậy thôi. Tôi hiểu được là khi anh không nhận thì anh phỉ bả, chứ tôi cũng không dám nói là anh có tội gì hết tôi hết. Mình khỏi đừng nghĩ gì hết á, mình có nghĩ những cái điều mà nặng nề cho ai, đừng có trao cho họ một cái tội lỗi gì hết. Cho nên Phật tử cũng phải phải cẩn thận, nhiều khi mình không khéo á, mình làm hồi á mà người ta sợ Phật dữ lắm. Thí dụ như á, người ta đem cái chén chè cúng Phật á, người ta không biết á mà, ta lấy ta ăn cơm, cái giật lại, ăn chén này tội chết nghe không? Rồi ta lấy cái ly nước cúng Phật á, ta ly nước cúng Phật, ta không biết ta uống, giật lại, uống chén này tội chết nghe không? Trước sau cũng chết. Cũng có lý do để chết chứ không phải ăn chén này chết. Nếu mà mình nói ngược lại, trời được ăn nhẩm chén Phật có phước. Dĩ nhiên là mình không làm vậy nếu mình biết tại sao. Thật ra Phật không hề quy định, trong luật giới không có quy định cái gì chuyện này hết. Nhưng tất cả từ tâm cung kính thôi. Chúng ta muốn làm cái gì đó cung kính đối với Phật là mình muốn dành một cái chén riêng để mình dành cho sự cung kính, để nó bày tỏ tâm mình. Người không biết, người ta sử dụng không hề có tội gì hết. Đừng bao giờ nói, thậm chí người ta đang ăn, không nên tới giật lại, để cho họ ăn xong đi. Phật đâu không biết, nhưng mà mình thấy rõ ràng là mình đã làm một điều rất sai Phật. Quý vị nhớ là ngày xưa có một vị mang chuối đến cúng Phật, mà mẹ thèm ăn chuối, mà cái người con mới nói á, thôi mẹ để bữa khác con mua cho mẹ dùng, bữa nay con lỡ đem chuối này con hứa lên cúng Phật. Khi mang tới nãy chuối đó, Phật nói hôm nay tôi không có dùng cái này. Có một vị Phật hồi nãy đang rất cần dùng mà ông không cúng, ông mang về ông cúng cho ông Phật đó trước. Phật đó là ai? Là mẹ người đó đó. Có nghĩa là tôi dư giả, ông cúng tôi cũng người khác cúng. Nhưng mà có một người không ai cúng mà chỉ đợi ông cúng thôi. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên mình không khéo á, mình làm hồi á, người ta thấy Phật rất là cái gì mà không ai dám rớ tới hết á. Là cái gì người ta không biết là không có lỗi gì. Mà thậm chí người ta có cố tình tâm ác ta làm, mình cũng thấy tội nghiệp cho cái, giống như cái người đó không đủ cái phước duyên làm gì được. Chứ đừng có đặt cái tội cho ai hết. Mình là người tu, cái lòng từ của mình nó phải rộng, mà mình thấy ai làm lỗi mình phải thương xót họ, chứ không có chỉ định này, đọa địa ngục nha, tội chết nha. Thành thử ra mình làm chập rồi đó, là mình tu là giống như mình có toàn quyền toàn năng, mình phán xử người ta, mình không làm điều đó. Cái gì người ta không biết ta không có tội. Và thậm chí người ta có nhiều vị người ta có lòng lắm, nhưng mà ta không có biết cái đó là cái cách gì đó. Ví dụ có nhiều người người ta cúng dường, mà người ta không biết là phải có cái dĩa. Cái dĩa là do mình đặt. Mình đặt có cái dĩa là để bày tỏ cái tâm cung kính khi mình cúng dường. Bây giờ ta không có, ta không biết, ta tế nhị nhất rồi, là người ta đem cái tịnh tài ta để vô bao thơ. Được rồi, có phương tiện đưa cái dĩa là đưa. Đừng có lợi nói nãy cúng xong đưa dĩa. Ví dụ vậy, những cái chuyện đó rất là nhỏ, nó không có quan trọng. Mình đừng có đặt nó thành cái vấn đề, rồi tự nhiên người ta cảm thấy đi chùa một chập rồi bị bao nhiêu những cái điều lẳng tẳng đó, nó làm cho người ta thối chí. Mà mình phải thật là nhẹ nhàng trong cái việc đó. Cái đó gọi là cái gì, niệm Phật? Giác chiếu niệm Phật. Không phải giác cây. Giác là tỉnh, chiếu là soi. Người luôn luôn tỉnh soi mọi việc, tương đồng với niệm Phật. Tương đồng với niệm Phật. Dạ mời cô. Dạ dạ mong Phật. Có người thì nói với con vậy thầy, mà con không biết cô chính xác không, con xin hỏi thầy. Thôi tôi không ăn cơm đâu. Phải nói với con vậy. Cho nên là con nói, ủa vậy nấu cơm lên rồi cơm ế không ai ăn hết rồi làm sao? Thật ra cái đó là một cách suy nghĩ và sợ hãi của cái người Phật tử đó. Nhưng mà thật sự là nó không có đúng, và nó không có cái, không có make sense, không có cái đạo lý trong đó. Đời sống của chúng ta
mọi việc nó rất là bình thường. Đạo Phật cũng rất bình thường, và ta có thể nói là đạo Phật là những gì trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thật ra mình tới đó, ví dụ bây giờ quý vị tới, quý vị làm công quả, tới giờ cơm quý vị cứ ăn cơm. Quý vị đi hộ niệm đám tang, gia chủ làm cơm để mà đãi tất cả mọi người, quý vị cứ dùng bình thường. Đừng có nghĩ rằng á mình không có phước gì hết, mình ăn rồi mình chia phước người ta, hay là mình ăn mình tổn phước, không có. Đừng có suy nghĩ mấy cái đó. Mà mình phải suy nghĩ rằng á, cuộc sống của chúng ta là chan hòa. Mình đến với người ta trong khi người ta hữu sự, người ta không có cái gì để người ta bày tỏ với mình, thì người ta làm một bữa cơm người ta đãi mình. Đó là sự chan hòa trong cuộc sống chứ có gì đâu. Mà nếu mình làm như vậy á, tức là mình gây khó khăn, mình làm cho người ta thêm cái khó chịu. Mà mình nghĩ mình muốn đơn giản, mình sợ tội mà rốt cuộc mình làm rối thêm. Mình là rối thêm bằng cái cách suy nghĩ của mình và làm cho mọi người rất là khó chịu. Rồi mấy người ta ăn sao? Không, người ta khựng hết. Thật là nhẹ nhàng, không có gì hết. Thật ra mình cũng thông cảm cho vị kia, chẳng qua là nghĩ không có thông thấu thôi. Chứ cái vị đó cũng không có muốn tạo cái gì rắc rối. Nhưng mà trong cái vô tình mình đã làm rắc rối. Pháp Hòa ví dụ như nội cái bữa ăn mình thôi, mình nói tôi muốn ăn này, muốn ăn kia, là mình làm khách quýnh lên rồi. Mình làm cho người khách người ta rối rắm lên, người ta không biết là bây giờ làm cái gì cho mình ăn được nữa. Thật ra phải thật nhẹ nhàng trong việc đó thôi. Quý vị biết có những ngày Pháp Hòa nguyện là không ăn cơm để mà Pháp Hòa trì kinh. Tự nhiên giờ cái vị Phật tử đó, ta có lòng ta mang lên rồi, giờ không lẽ nói làm sao. Thôi Pháp Hòa cũng đính luôn, Pháp Hòa cũng dùng luôn. Thật sự ra cái nguyện mình biết, nhưng mà bây giờ cái tâm thành người ta, cái tâm thành ta mình chứng một chút cho người ta vui cũng được. Chứ không có phải cái gì phạm giới hay phạm luật hay Phật không chứng gì trong chuyện đó. Mình sống làm sao mà mình thật nhẹ nhàng là mình tu. Mà cái tu của mình sao mà người ta cảm thấy sao mà nó khó hầu quá. Uống phải ly riêng, ăn phải chén riêng, đũa riêng. Tự nhiên người ta thấy trời ơi, sao tu mà mình tới mình làm rối người ta. Cho nên không có sợ. Có nhiều Phật tử người ta thương. Trước khi mình tới đâu giảng, cho người ta phone tới đằng kia, người ta nói thầy không này, thầy không kia, mà thiệt sự em có nói gì đâu. Em đâu có nói, em không có nói em cử gì hết trơn. Mà nói vậy cái người theo ta nói trời ông thầy này ông rắc rối dữ à. Tới hồi đến mâm cơm Pháp Hòa vẫn ăn bình thường, cái cô nấu của nó ủa sao ai nói thầy vậy đó, em không có ai nói, em có nói em bình thường. Đã bị như vậy rồi chứ phải không. Mà Pháp Hòa thì thật sự có những cái không phải là mình kiên cử gì, nhưng mà có những cái mình ăn nó không tiêu tốt thì mình không ăn thôi. Nhưng mà tự mình biết ở nhà mình control sao cũng được. Mình tới chỗ lạ thì tùy hỷ, ta làm chi mình dùng lại. Cái gì được thì mình ăn khác, không được mình ăn ít. Thế thôi, không có gì phiền não cả. Không có giận hờn, có trách móc gì hết. Nhưng mà cái vị thương mình quá, bắt đầu lên tiếng, mẹ lên tiếng, cái bắt đầu nó rắc rối. Cho nên Pháp Hòa cũng xin thưa là những cái chuyện đó rất nhỏ trong cuộc sống, đại chúng đừng có làm nó thành một cái rối rắm. Mà nhiều khi ba cái lặt vặt là quý vị thấy không, đi chùa ông chập rồi không nghe bản chuyện tu hành gì cao siêu, toàn chuyện ăn uống. Tôi không ăn, tôi không làm này, tổn phước kia. Có nhiều vị ta nói vậy nè, thôi thôi tôi không đi chùa đâu. Thế sao biết không, tôi thì phước rất là ít, nhưng mà vô chùa ông chập rồi đụng vô gì cũng tổn phước. Thôi tôi ở nhà cho rồi, đã ít phước rồi vô chùa hồi tổn nữa. Muốn tạo phước mà không được. Thấy không? Cái gì nó lỡ rồi thôi, không có gì trở ngại. Dạ, mời chị. Dạ, bạch thầy, con thầy lặp lại cái câu mới nãy thầy mới vừa nói, cái câu gì mà nói ghét tôi gì đó thầy. À vậy hả? Cái đó quý vị đi tìm Kinh Pháp Cú nha. Quyển quý vị không biết bấm Google Kinh Pháp Cú thì trong đó hiện lên rất nhiều bản Kinh Pháp Cú, quý vị bấm vô đó. Có bản tiếng Anh, có tiếng Việt đầy đủ. Nếu ai không có in được, lên chùa Trúc Lâm, Pháp Hòa có in nhiều cuốn kinh Pháp Cú đó bằng hai thứ tiếng luôn, Anh Việt song ngữ đối chiếu. Quý vị có lấy một cuốn đó để nhà, lâu lâu quý vị mở ra quý vị đọc. Thậm chí khi nào quý vị buồn quá, quý vị nói nguyện Phật cho con dở một câu nào mà trúng ngay tâm bệnh của con, để cho con hóa giải khổ nghiệp của con. Mấy trăm câu mà mình nhắm mắt làm khấn xong mình lật
lên coi câu đó Phật dạy mình câu gì để mình tu. 423 câu kinh Pháp Cú, phải không? Và câu nào cũng rất là hay, phải không? Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không lui. Nhưng mà ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Quý vị nên ai không có cuốn đó lên chùa Trúc Lâm thỉnh, chờ in song ngữ tiếng Việt tiếng Anh đàng hoàng. Quý vị thỉnh một cuốn đó, Pháp Hòa nghĩ là quý vị chỉ cần á 400 mấy chục câu đó mà quý vị lượm được chừng 30 câu mà tâm đắc, quý vị bỏ túi thôi đủ sống an lạc. Rất nhiều câu hay nè, như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không bệnh hoạn. Thành thử ra có những cái câu nó rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nó đủ giúp cho mình sống. Niết bàn lạc tối thượng, biết đủ giàu tối thượng. Khi tâm mình vui vẻ đó là niết bàn, gọi là niết bàn lạc tối thượng. Ai là người giàu? Biết đủ giàu tối thượng. Vô bệnh khỏe tối thượng, cho nên pháp an lạc. Tôi đi tìm an lạc, và an lạc ở đâu? Phật gom gọn trong mấy câu. Chỉ khi nào tâm không có phiền não giận tức là niết bàn. Khi nào đời sống mình đủ ăn đủ mặc, quan trọng nhất là đủ thở, là biết là giàu có. Tại sao người ta vẫn than nghèo? Là vì người ta không biết đủ. Còn người biết đủ là người đó giàu. Người không biết đủ là vẫn mãi cứ thấy nghèo, mà vì thấy nghèo cho nên quơ quào vơ vét, phải không? Thất thoát chút không được, cho nên cảm lúc nào đời sống cũng thiếu. Và cuối cùng á, mình đi á mang toàn đồ giả không à, ra chợ Hồng Kông mua sắp 100 ngàn gì giá hàng bạc bỏ cả đầy rương vậy đó, đâu có mang tiền thiệt theo được. Thật ra mình hiểu, mình nhận được những câu kinh Pháp Cú như vậy, mà kinh Pháp Cú là một quyển kinh của Phật, còn ngoài ra vô lượng vô số những bài kệ mà chúng ta có thể nhớ. Ví dụ câu nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Nắm muối nó mặn, nắm muối nó rất mặn, nhưng mình thả nắm muối vô sông thì nắm muối nó vô nghĩa. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Ai khen mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khoe khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Lại câu nữa thầy ơi. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng á, Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, sở dĩ Pháp Hòa hay nói kinh Pháp Cú, hay nhắc nhở là vì á, trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm của chúng sanh mình rất là dễ bị những cái mình nghĩ những cái tiêu cực. Như hồi nãy giờ Pháp Hòa ví dụ vài cái điểm, thấy người ta mấp máy là nghĩ người ta nói xấu, người ta lầm bầm gì mình, mà thiệt thử ta niệm Phật không. Cho nên á, thôi thì bây giờ á, nếu ai không niệm Phật thì niệm Pháp. Niệm Pháp là nhớ kinh, nhớ mấy bài nãy mình tụng như đó, không? Ví dụ quý vị thuộc cái bài sám hối á, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, không? Theo gót Ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt biển ái hà, nhớ lời Ngài bờ giác không xa, chỉ cần hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác thì đời quang đãng.
Nhưng mình thuộc những câu đó thì tự nhiên mình nghĩ rằng bây giờ chỉ cần mình bỏ cái niệm xấu, cái nghĩ xấu thôi, cuộc đời mình nó khác liền. Người mà lúc nào cũng rầu rầu là tại vì lúc nào cũng nghĩ tới điều tiêu cực. Thôi thì thôi giờ chúc đại chúng an lạc nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng hát chung một bài. Rồi đại chúng, bài hát này mình phải chắp tay hát mới trang nghiêm. Chúng ta sanh